Hello mọi người, em là bé Mina. Mina hơi tuổi thơ thôi nha, chứ mới tuổi nhiều, mới có tuổi đâu mà. Không biết ai. Em bé. Cho em xin intro của chị đi. Chị Hằng Quỳnh Mai nè. Chưa. Rồi Hằng Quỳnh Mai gửi rồi. Hello chị Mai. Ê, ông Hằng Quỳnh Mai chưa gửi. Chị Hằng Quỳnh Mai hình như là anh thấy chị có một bộ đồ với cái túi vậy. Tặng túi hả? Ok. Ok con Giang nha bạn Hiền. Hằng Quỳnh Mai hả? Ừ. Hằng Quỳnh Mai. Còn bộ đồ cho chị tắm ngựa mà ta. Rồi Mina ra đi. Hello. Bộ đồ với chai sữa tắm à, đúng rồi. Chưa. Còn đây nè, chưa làm. Chưa làm bộ đồ chai sữa tắm, chưa làm. Em lên tắm luôn đi. Mà chị hả? Vậy. Chị làm rồi hả? Làm rồi mà. Đứa nào làm rồi hả? Em. Vậy hả? Vậy là làm rồi nghe. Trời ơi đâu có biết. Vậy là mấy đứa nó làm rồi nghe mày Hằng Quỳnh Mai ơi. Trời ơi, không biết nha Nguyễn Hằng Ngoại ơi. Là làm rồi rồi, mấy chị ơi, làm rồi, làm rồi. Rồi, gọi gọi Mina lên trước đi. Quên đồ mẹ. Rồi, bộ đồ đẹp rồi, bộ đồ quá trời đẹp luôn. Nhưng mà Mina đã bận rồi. Ừ. À, chị Mai à, ok. Rồi nó gọi làm rồi, em không biết mà chị ơi. Túi đẹp xỉu rồi. À, tỉnh dậy à, rồi xỉu nữa vậy hả? Ủa ta ở đây à, rồi hello mọi người nghe mấy chị, để em chia sẻ cho em cái, để em chia sẻ cho em với mọi người nha. Rồi xong rồi chúng ta lên, bữa nay đồ người về đẹp lắm mấy chị ơi. Sao chị lấy quần em hai cái size 3, vậy cái mặt vừa, cái mặt không vừa. Cái size 2, cái size 3 hả chị Phan, chị Thu Hương. Rồi vậy nữa em đổi cho chị ruột nghe. Chắc bữa mấy đứa nó cầm lộn quá. Vậy nên chị Thu Hương, quần chắc chị mua, bữa mua quần quần mì 105 ngàn cơ. Hello chị Ngọc Thanh. Hello mọi người. Đó, mọi người cho em nút chia thích nha mọi người nghe, mình bấm trang nha. Ừ. Bấm thích trang rồi theo dõi trang mọi người ơi. Đó ví dụ như mọi người không chia sẻ được á thì mấy chị bấm thích trang nha mọi người nha. Rồi để em chia sẻ cho em cái mấy chị gái nha. Mina đi ra trước chơi đi. Hello chị Minh Phụng nha. Hello mọi người. Mấy cục vàng mọi người cho em lúc chia sẻ mấy cục vàng ơi. Gió quá gió mà mấy chị nha, mấy chị thấy nó có giật không mấy chị? Gió lạnh hay gió mát à? Ơi sao tao mát vậy? Ủa vậy là máy bay chắc máy bay yếu rồi. Tao bữa nay tao mạnh lại rồi. Bữa nay tao mạnh lại rồi. Sao tao thấy mát mát nè. Qua đây thấy gió mát nha. Rồi mấy cục vàng ơi, mỗi người cho em mất chia sẻ mọi người nghe. Bây giờ mấy chị, ngày qua nay em có nói tặng túi quà mà mình cũng như bán lên quay mọi người nghe, nên mình không có thời gian mình tặng nè. Rồi mấy cục vàng chia sẻ đi mọi người nha. Ai rồi mấy chị coi nhiêu lượt chia sẻ rồi. Rồi mọi người nha, lên 100 lượt chia sẻ em không thể quay không. Bây giờ mình không quay game, mình đón tờ tiền mọi người nghe. Tại vì sao quay game đôi khi mấy chị nha là quay chúng mấy chị không có ở đây, còn mình chơi đón tờ tiền thì mấy chị có ở đây đó mọi người nha. Đây em chào cho Hoa Phan nha. Chị Lo Ngô
gửi ba lô cho chị chưa? Dạ, cho em số điện thoại đi chị. Lon Ngô hai cái ba lô về xin số điện thoại liền chị mém không? Rồi ok nè, chị Lon Ngô ở An Giang. Trời ơi. Ừ. Thì chơi gần qua em bém điện cái gì? Điện không bấm máy một. Điện không máy hả? Rồi không điện xả đâu hết rồi, em lấy cái khóa đang nói lại. Thế hả? Rồi không có điện gì. Rồi ok nè, chị Lon Ngô nè. Ừ. Cái này hả? Rồi. Rồi mọi người ơi, chia sẻ giùm em mọi người nghe. Đó mới vậy nghe. Đón tờ tiền tặng cái ba lô. Rồi. Mọi người đã 50 giây nghe em dân lấy tấm tiền với chị. À, cũng lại nghe tôi đón nữa đó. Cái túi huyền thoại của em mấy chị nghe. Cái túi huyền thoại có túi chỉ hương. Là sao em thấy nhập về cái túi này mấy nhanh. Cái túi này mấy chị nghe mấy chị em xài bao nhiêu chưa? Năm này nữa là 3 năm rưỡi. Cái bóp này mọi người nghe 3 năm rưỡi nghe. Còn xài là bình thường mấy chị nghe đây. Dài là bình thường có điều tại em để trong đây nó hơi giấy tờ nhiều nghe. À, đây mấy chị nghe. Rồi bây giờ mấy chị nè. Đây em đây ơi. Rồi mọi người nghe mấy chị muốn tốn tờ màu nào mấy chị nói nha. Giấy 20, 10 ngàn, ờ mấy chị nghe thấy không? Thấy mọi người thấy em chị chứ em không có tiền nhiều đâu mọi người nha. Không có nhiều là mọi tiền nhà, hàng, tiền lính, tiền này, tiền kia hết trơn à. Ừ. Tốn ngày, tiền lính à. Gửi cho chị thêm một cái xanh 135 ngàn. Ok, được có túi xanh 135. Rồi có rồi, phải không? Có rồi. Ừ. Chứ có túi đen. Phải không? Vậy Lon Ngô nha. Rồi mấy cục vàng nghe mấy chị chia sẻ tặng mọi người cái túi. Đây mấy chị tặng cái túi cho anh đi. Rồi túi cho anh nói mọi người nghe, túi cho nó còn nhiều, tặng túi đó đi. Đó. Rồi mấy cục vàng mọi người lắm sẽ bây giờ mấy chị muốn đón tờ tiền nào nha. Em tính quay game mọi người nghe, mà quay game có người có ở đây, người có không có. Mà mấy chị nhớ em nha, khi mọi người đón tờ tiền mấy chị nhớ là phải có chia sẻ công khai mọi người nghe. Ví dụ như nè, chị Phụng Kim Phụng có chia sẻ công khai nè. Đó, như chị Phụng Kim Phụng là thấy có chia sẻ công khai đó. Mọi người chia sẻ công khai là em đã thấy mọi người nghe. Còn mấy chị không chia sẻ công khai là em không thấy đâu mấy cục vàng nha. Chị Nhung Hồng ở thị xã Hậu Giang. Sao kích bơm mà Nhung Hồng. Vậy là chị Lon Ngô lấy một cái ba lô màu xanh phải không? Ok, vậy là chị Lon Ngô lấy một cái ba lô màu xanh thôi, con mở ra nha. Ừ. Rồi. Mấy triệu vàng ơi, mỗi người cho em nó chia sẻ nha. Đặng mình tặng ba lô mấy chị nghe rồi lên đồ. Đó. Chứ cần mọi người chia sẻ công khai là mình thấy mọi người nha. Đó. Ừ. Đây mấy chị nè. Bước đầu tiên mấy chị nè, bấm thích trang đó, mấy chị thấy thích trang không? Thích trang. Rồi. Thứ hai là chia sẻ mọi người nha, nó mình bấm vào chữ chia sẻ bên hông nè. Bên hông có chữ chia sẻ và nhớ em nè, chia sẻ bài viết với chế độ công khai nha. Hello chị Phạm Quý theo dấu của em. Rồi mọi người nghe mình quay vào lại bắt đầu em sẽ đón tờ tiền mọi người nha. Tặng cái ba lô. Dạ em chào chị Trần Trang, bộ đang mặc 67kg không vừa chứ yêu anh. Bộ em đang mặc size tầm 62 đổ lại à. 62 đổ lại à chị ơi, lượm anh gồm quần đùi nha. Đẹp ghê luôn á chị ơi. Rồi mọi người nghe. Nhớ chia sẻ công khai mấy cục vàng nha, để mà mình được nhận quà một cách công khai mấy cục vàng nha. Chứ đừng có chia sẻ bạn bè không mọi người nghe, bạn bè là không được nha mọi người nha. Chia sẻ bạn bè là không được đó. Rồi mọi người nghe, em cho mấy chị thời gian chia sẻ mọi người nha. Đó. Cho mọi người thời gian chia sẻ 10 phút đi. Ừ. Cảm ơn chị Tiên Phạm. Có địa chỉ rồi nha, chị Lon Ngô ở cửa khẩu gì nè, không chị? Đây, bữa nay bên em in đơn là bình thường mọi người nha. Chợ Bách Hóa cửa khẩu Tịnh Biên phải không? Chợ Bách Hóa hả chị? Tiệm bạc Kim Loan hả? Bữa nào cũng qua bánh mua quạt đây. Bữa nào qua bánh mua quạt có chị Kim Loan đây. Ừ. Rồi mọi người nghe, ai nói chị lên một cây bỏ nâng mặt trước đi nghe. Rồi xong rồi cái em tặng cái ba lô mấy chị nghe, nói nhóm chị nhớ ba lô đó nghe, nhớ chia sẻ công khai mọi người nha. Nó cho mọi người 10 phút lên chia sẻ nè, nó lên vô đông đông mọi người nha. Rồi bỏ mặt mọi người nghe, cánh dơ. Rồi mấy chị nghe dọn sống lụa măng gồ luôn mấy chị nghe, em xem mọi người bao nhiêu, có 95 ngàn. Bên này mọi người nghe 62, 63 đó lại này vừa nghe, 67 ký tổng vừa. Tờ 50 ngàn phải không? Ok bạn Lon. Đó. 45 đủ lên mọi người nghe, 62 đó lại mấy chị bạn đẹp em đó nha. 95 ngàn một bộ. Chắc em đang mặc là lụa măng gồ cao cấp mấy chị ơi, đẹp lắm. Hàng siêu đẹp giùm em luôn. Rồi. Ai lấy chốt mọi người nghe mã 1 giùm em. Đó, nhớ chia sẻ công khai với cục vàng nha. Để mà được nhận quà cái công khai mọi người nghe, nhớ mấy chị trúng quà tụi em thiếu kiểm tra cho cha có mấy chị nha. Xem áo phát hương ok.
đó. Rồi mấy chị cho em mã 1, 45 đổ lên, 62 lề dừa. Mọi người nghe mấy chị mã số 1. Xem áo khoác không, đợi 50 giây chị yêu nha. Đó, em tặng quà xong em lên áo khoác nha. Có biết chia sẻ đâu. Tàn ơi chị, bên hông đó có nút chữ chia sẻ nè. Nè, đây mọi người nghe. Đây, trong cái màn hình em đang like nè, mọi người nghe bên đây nè, có chữ chia sẻ nè. Đó, mấy chị bấm vô chia sẻ nè. Đây mọi người nghe, chia sẻ bài viết ngay nè. Đó, nhớ chia sẻ chế độ công khai, bấm vô nè. Đó, rồi chia sẻ rồi đó mọi người nha. Có một cho chị Mai Trần. Cảm ơn Nguyễn Bích, Nguyễn Bích nha. Rồi một chị Mai Trần, ok chị yêu nè. Có 95 ngàn nha, lụm anh gồm, mấy chị ơi đẹp quá. Rồi mã 2 dùm em. Quá đẹp luôn mấy chị ha. Đó, nhờ gió gì mà ngày qua nay tao đổi tiền điện biết nhiêu quay. Cái bay quạt quá quạt à, quạt trời, em mệt quá chị ơi, em mệt quá chị Hương ơi. Nó nói hoài mà thì tao thấy cũng tội nghiệp máy bay rồi, tội nghiệp nó. Ừ, rồi mọi người nghe mã 2 dùm em. Ok, nói tờ nào cũng được hết trơn, rồi em sẽ rút mọi người nha. Rồi lấy 2 chút 2 dùm em mọi người nghe. 95 ngàn, lộ manh gầu dẫn sống mọi người nha. Đẹp quá chị ơi. Rồi mã 3 dùm em nè, trời ơi đổ đô đẹp. 45 đủ lên, 62 đổ lại là mấy chị bạn bao đẹp mọi người nha. 95 ngàn. Rồi ai lấy chó mã 3 mọi người nha. Ok, khoảng nó bị gì ta, giờ này có thấy nha. Mấy chị nói tờ 100 với tờ 20. Ok, trang hè luôn rồi, vậy là mình quyết định hỏi tờ 100 nha. Rồi mấy chị gái nha, cho em mã 4. Đẹp quá mấy chị ơi. 45 đủ lên, 62 lề dừa lụm anh gồi, trời ơi em bận vô mọi người nha. Nó nhẹ á mấy chị nha, nó nhẹ phao luôn. Bạn bộ đồ mà nhẹ phao mọi người nha, ai lấy 44 giùm em nè. Quần có túi là mấy cục vàng nha. Chờ lấy 44 giùm em. Ok, mã 4 mấy chị Lan kìa 4. Rồi, cái nào lấy bộ này chấp 5. Ồ, bộ 5 này bự quá nha. Ôi, 5 đẹp quá luôn. Rồi, 45, 62 cái bằng đẹp mã 5 mọi người nha, 95 nghìn bộ à. Chứ lấy 5 rồi 5 mọi người nghe, hồi bán tặng áo khác nữa mấy chị. Rồi 5 giùm em. Chị Lam Kiều hỏi thằng cho số nha, bên em có số điện thoại chị Lam Kiều rồi. 5 cho Trang nè. Ủa chị em làm cơm đi. Dạ em gọi nè. Cảm ơn nha. Rồi mấy chị yêu nghe mã 6 giùm em nè. Bự 6 mấy chị yêu nha. Đó, quá trời đẹp mọi người nha. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. Thiệt luôn. Bộ đồ này hồi trước là 125 nghìn mà thôi. 125 nghìn mấy chị nghe, bây giờ đi hàng sale rẻ thật sự luôn, bộ đồ gì rẻ hơn mấy chục ngàn, 30 ngàn một bộ. Là mấy chị thấy mua đồ ngợi biết bao nhiêu không? Đó. Rồi chị yêu là chốt lên đây liền em. 6 mấy chị gái nha, 6. Đẹp quá hả 6. Ai lấy 6 chút trái giùm em. Rồi 5 em hết rồi chị ơi. 5 hết rồi. 5 hết thì đi ăn mai tặng mẹ. Không mẹ, mày xịt cái chai mới thì mẹ ơi, để mất công nó có lỡ chai thì. Em hết 5 nha chị ơi. Rồi mấy chị yêu nha, chứ em 7 tờ, cái bộ này còn đẹp nữa. Ôi ôi đẹp quá thầy ơi. Mấy chị ơi, này mấy chị dòm qua một hình là mấy chị đã thấy đẹp rồi đúng không? Rồi chứ lấy 7 chút 7 mọi người nha. Na ơi. Đi Na à. Rồi chứ lấy 7 chút 7 mọi người nha, có 95 ngàn thôi. Mãi sao nó làm gì vậy? Dễ mấy chị nha. Ôi ôi bạn lên cưng xỉu quá chị gái nha, 7 giùm em nè. Rồi em đang mặc là mã 8 rồi chị nha. Em đang mặc mã 8, ai lấy 8 chút 8. Đó, ai lấy 8 chút 8, comment mã chị Lam Kiều nha, em đăng lên. Em đăng lên nha chị nha. Rồi một vàng chia sẻ lẹ mọi người nha. Để một hồi mình lỡ mà mình có trúng nha mọi người nghe, mà mình không có chia sẻ công khai là mình mất quà nghe mấy cục vàng nghe. Lỡ nha mọi người nghe, nếu khi mấy chị nghe đó. May mắn á, thì ông trời cũng sẽ cho mình mọi người nghe. Thật sự mọi người nghe, may mắn mình không thử lựa chọn được nghe mấy chị gái nha. May mắn là nó có duyên có phận mọi người nghe, nó có định mệnh sẵn hết trơn rồi nghe mấy chị gái nha. Đó, còn cái việc chia sẻ là cái việc là mình quyết định được, nên mọi người nhớ chia sẻ công khai nha. Rồi chín mọi người nha. Rồi chuẩn bị bạn ơi, lên cây này xong chơi. Rồi lấy chín chút chín mọi người nghe, mãi chín giùm em. Đó, đợi mọi người cho đông đông coi có bảy mấy người nè. Rồi cục vàng lấy chín chút chín. Trời ơi cái này nó đẹp mấy chị nghe coi nè. Ôi ôi cái mình hổ cẩm đẹp mọi người nha. Đó, 95 ngàn mãi chín giùm em. Lộ măng gồ mấy chị gái nghe chín. Rồi có quần dài không hả? À, bữa nay em có quần dài em đây. Thầy tuần không? Hà mới nói nào. Vậy cái đó là cái này nè chị. Còn
Rồi chiều lấy màu này cho mã 10 người nha. Trời ơi dễ thương quá nè. 45 đủ lên rồi nha. 62 là vừa với chị gái nha, mã 10 giùm em. Mã số 10 với chị gái nghe 95 ngàn một. Lụm anh gò cánh dơ đùi nè mấy chị gái nha. Bữa chị nào cứ hỏi em hoài luôn. Rồi chứ lấy 10 cầm em 10. Số 10 toàn màu bông đẹp không mọi người nghe 95 ngàn. Dạ tặng ba lô chị. Tặng ba lô nghe chị gái nha. Cầu ủa cái bông này đẹp với chị ơi coi nè. Ôi ôi quá đẹp luôn mấy chị nha. Cái mã 12 à, 11 chứ lộn 11. 45 đổ lên mấy cục vàng nha. 62 đổ lại mấy chị bằng vừa nha. Cái mã 11 với chị gái nha. Đó, lượm anh gò cánh dơ người nghe 95 ngàn mã 11. Rồi chị nào lấy màu này chứ mã 12. Trời ơi cái xanh nè. Quá trời đẹp luôn mọi người nha. Đó, siêu đẹp giùm em mấy cục vàng nha. À lấy 12 chút 12 giùm em. Mã 12 mọi người nha. Đó, siêu đẹp đó chị ơi. 12 giùm em nè. Trời ơi sao cây này còn bông đẹp không hết ha. Quá trời đẹp luôn mọi người nha. Rồi 13. 13 giùm em nha. Đó, đây mấy chị. Dạ cây này không có 70kg thì chị hút hết rồi. Rồi lấy chốt người nha, mã 13. 45 đủ lên, 62 là vừa mấy chị gái nha. Dạ không nghe chị, cái đó là nó sai xà bông luôn nghe chị Phạm Quyến nha. Thứ nhất nha, nó chị được gào, nấm, ngứa, bỉ nến cho chị nha. Cái thứ hai, nó giúp cho chị nè, giảm rụng tóc nha. Bóng mượt tóc luôn chị gái nha. Không cần phải gội dầu xả luôn nếu mà tóc chị không khô. Ừ. Ok chị Mai Trần bỏ mã 1 nha. À, có kiểu đó mà quần dài không? Kiểu này mà quần dài hết ta để con nhớ nè. Hình như là em có em có kiểu mango cánh dơ mà kiểu pyjama nghe chị Hoa Phan thôi được không? Rồi mà mấy đi. 13. À, cái này giống mã đó rồi. Phải không? Giống không? Ờ à, cái này giống mã 1 người nghe, cái này là mã 1 cho em nói chị nha. Mã 1 cho em. Đó, mã 1 cho em nha. Rồi. Đặt 13 phải không đây? Rồi 45 đủ lên rồi nha. 62 là mấy chị bạn đẹp ha. Rồi lấy bộ này cái mã 13 giùm em nè. Trời ơi mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi chứ nào lấy 13 chút 13 giùm em nha. Đó cái tay lỡ nè ta, tay lỡ này mới còn không đó ta. Mình còn cái tay lỡ nào không ta? Rồi lấy 13 chút 13 rồi nha, 13. 13 giùm em. Có lửng nha chị ơi, có lửng. Rồi chứ nào lấy giống 14 rồi nha. Mã 14 giùm em. 45 đủ lên rồi nha. 62 đó lại mấy chị bạn đẹp đó chị. Ai lấy 14 chứ 14 giùm em. Quá đẹp cái cục vàng nha. Mã 14. 14 giùm em nè. Rồi chứ thấy mình mấy chị ô đẹp quá nè. Màu sữa mã 15 nha. Ok 13 chị Mai Trần. Rồi ai lấy mấy chị nha. Chốt em mã 14 nè. 14 mọi người nha. 14 màu sữa. 15. Em 15 hả? 15 nè. Em thôi đi mọi người nghe, bộ này là mã 15 mấy chị ơi. 15. 45 đủ lên nha, 8 mỗi lại giờ mấy chị gáy lên 15. 15 giùm em. Ok, cảm ơn chị Đỉnh Gia. Áo khoác đẹp lắm, còn áo khoác không còn chị yêu ơi. Mấy cái này có trùng không? Có nào trùng không? Trùng. Này trùng không? Này trùng không? Này trùng không? Trùng không? Trùng không? 15 như chị Nguyễn Thị Nhu. Ờ ok giờ Nguyễn Thị Thu có 15. Ok đợi em xíu. Rồi mấy chị nghe 16. 16 giùm em mọi người nha. Ồ quá đẹp luôn. Ồ ồ mọi người nghe cái form đẹp gì đâu mấy chị nha. Dạ em đăng like là 95 ngàn. Chắc lụa là vải mango mọi người nha. Nhớ em là mango mấy chị ơi, mango siêu đẹp cho em nè. Rồi lấy bộ này cái mã 16 rồi nha. Rồi ôi mấy chị ơi siêu đẹp luôn. 16. Rồi mấy chị gái như 17 giùm em. 45 đủ lên, 62 đủ đẹp mọi người. Rồi lấy mình 17 nha. Dạ 70kg không vừa. À, kìa kêu chị Thi kìa, Úc Thi kìa thấy cho con. Rồi 17 mọi người nha, chờ lấy 17 chứ 17 giùm em 17. Rồi mấy chị gái nha, 18 giùm em nè. Màu đen nha. Nó nhảy nè. Rồi chứ vừa lấy bên 18 đó chị gái nha, mã 18 giùm em nè. Ồ 18 màu đen quá đẹp người nha. 95 ngàn bộ với chị vàng nha. Chị nào lấy chốt em mã 18. Đẹp quá nha. Rồi
18 giùm em nè. Mọi người chia sẻ hình ảnh lên mọi người nha, để mà mình nhận quà nha. Trời ơi mấy chị, 19 con bò màu xanh nè. Trời ơi nó ngọt. Ồ ồ giả gì đâu mà cầm lên nó ghiền luôn á trời. Rồi chẳng lấy 19 cho 19 giùm em. Đó, hello gì Trần Trinh. 45 đổ lên người nghe, 6 thể lại vừa người nghe chứ mà 19. 19 giùm em nha. Ồ ồ 19 con bò xanh quá đẹp luôn, 19. 19 giùm em nha. Em bạn này thấy dễ thương quá. Bạn thấy dễ thương quá mọi người nha. Rồi chị lấy bò này cho mã 20. 20 mọi người nha. Đó, quá đẹp đó chị ha. 45 đổ lên, 62 lại với chị bạn đẹp mã 20 giùm em nè. Em đang like là 95 ngàn bộ nha chị Vĩnh Thanh ơi, chất lụa là mango chị gái ơi. Mango cao cấp đẹp luôn đó nha. Này chị, cái tem nó cắt sát chạc luôn mọi người nghe, thường thường á, thường thường mấy cái tem kia nó còn ở đây nha, còn này nó không cho mình thấy tem luôn. Rồi lấy con anh 20. Quá đẹp luôn á chị ơi, cái bộ đẹp quá. Cái bộ này quá trời là sang luôn thôi. 20. Rồi chứ lấy chốt mà 21 mọi người nha. 21 giùm em. Đó, siêu đẹp mấy chị gái nha, mã 21. 21 với cục vàng nha. Đó, chờ cái 21 còn anh 21 giùm em nè. Rồi 22. Ồ 22 là một bộ pyjama luôn mấy chị. Ôi ôi bộ đẹp quá nhở. Đó đây mấy chị nha, 45 đổ lên, thân hải lại vừa mấy chị nha. Cái mã 22, 22 có một bộ một luôn. Đó đây mấy cục vàng nha, 22 nè. Đó pyjama cánh dơ đùi. Đó có hai túi mọi người nha. Rồi cục vàng này chốt thì mình mã 22 giùm em. 22. Rồi bây giờ mình sẽ đây mấy chị nghe, mấy chị nói nè, ai kêu đón với 100 nghìn phải không? Đây 100 nghìn rút đại nha mọi người nghe, rút đại. Rồi rút đại nha mấy chị nha. Rồi bắt đầu mình đón số tặng cái ba lô nha mấy chị gái nha. Rồi đón số tặng cái ba lô mọi người nghe, cái ba lô lại không có nào nhét nhét chỗ phòng phòng có lô lên cho đẹp đẹp mấy chị. Nói mọi người thấy cái ba lô em treo mọi người nha. Cái đó hay, mấy chị thấy gì chứ, hàng Quảng Châu xịn đó nha. Rồi mã 20 ok cho chị Phương Nguyên, mã 20. Lộ manh gồm mấy chị nghe, cánh dơ đẹp lắm mấy chị ơi. Nó có 95 ngàn bộ à. Bạn thấy thương mấy chị nha, tân xỉu luôn. Rồi mọi người nghe, bây giờ bắt đầu mình đón số mọi người nha. Để thêm phần cực tính mọi người nghe, em sẽ không gợi ý. Dạ một bộ là 95 ngàn nha chị Thu Cao nha. Chắc lụa manh gồm giùm em. Đó mọi người đón mọi người nghe từ 00 tới 99 đó. Chị nào đón chúng thì mình lụm nha mọi người nghe, đón như vậy đi kệ cho nó kịch tính. À, chị Nguyễn Phượng sao không chốt cái giỏ cho chị Nguyễn Phượng. Rồi luôn cho số điện thoại. Rồi đón Nguyễn Phượng không biết chốt. Rồi chị Nguyễn Phượng cho số biết sao không? Có dầu gọi chị nắm chị ngứa luôn chị ơi. Số 8 Hồ Chí Minh. Rồi chị Nguyễn Phượng ơi. Bữa cái bên em hai mấy Nguyễn Phượng. Hai mấy Nguyễn Phượng hả? Trời ơi chị Nguyễn Phượng ơi, bữa chị mua cái ba lô bấm lên một cái 20 mấy Nguyễn Phượng, tụi em không dám điện luôn, điện sợ bị chữ. Chị ruột ơi, rồi chiều nhân viên điện chốt lại ngay cục vàng nha. Dầu gọi chị nắm ngứa là giá 115 ngàn, gọi không hết hoàn tiền cho mấy chị 100% giá tiền mấy chị trả tiền. Rồi chị Quỳnh Đặng là mấy chị đang đón số đúng không? Tại đang đón số. Rồi rồi mọi người ơi, khoan mấy chị nè, mọi người nhớ giùm em mọi người nghe, phải chia sẻ chế độ công khai mọi người nghe. Rồi tụi em sẽ kiểm tra khi mấy chị đón số chúng nha mấy chị gái nha. Rồi bắt đầu em đọc số nha mọi chị nha. Rồi nè bắt đầu nè, lon vàng 66 size nè, Phan Phượng 87 size nè, chị Trần Tuyết Mai 2404 size, chị Đặng Lon size, mọi người nhớ chia sẻ nha. Rồi chị Hăng Ngọc 32 size nè, bỗng số cứ nhắc mà nậu. Lon vàng 03 size nè, bỗng thiếu cứ nhắc lên cho nó đừng ai thấy nè. Rồi chị Trần Tuyết Mai size luôn. Chị 86 size, 90 size, 51 size, 82 size, 30 size, 09 size, 33 size, 39 size, 50 size, 80 size luôn. 80 size nè, 29 size, 19 size. Rồi 49 size luôn mấy chị ơi. Đó, nhớ chia sẻ công khai mọi người nha, nhớ chia sẻ công khai nha. Chưa thấy con số nào trúng hết trơn, 92, 28, 93, 78 size luôn. Nhớ chia sẻ công khai nha, 02 sai, 65 sai, 52 sai, 37 sai, 87 sai,
99 size các chị nghe, 99 size, 59 size luôn. 08 size luôn. 05 size luôn. 65 size luôn. Rồi sao 65 vậy vậy? 22 size. 11 size. 86 size luôn. 82 size luôn. 22 size luôn. 35 chặn anh thị size luôn. Vậy phụng kim phụng 83 size luôn. Long vàng 85 size. Úc Anh Trần Thị 66 size. 89 size, 81 size, 97 size, 83 size, 27 size. Chị nào trúng là em sẽ ghi màn hình nha. 76 Trang Hà size, 11 chị Phụng Kim Phụng size, Loan Vàng 75 size, 33 Úc Anh Trần Thị size, 59 size, 77 size, 95 size. Chị Phương Nguyên lấy hộp gỏi đen rồi ngoại. Đâu? Chị Phương Nguyên hộp gỏi đen đâu? Thôi lấy gỏi đen một hộp. Phương Nguyên chết mẹ chạy quá lẹ hết thấy rồi. Phương Nguyên cái chị con vàng mã 14-15 á. Ok chị Phương Nguyên rồi gọi đen một hộp nè. Khoan mọi người nghe kéo lại coi thấy có ai số trúng chưa. Mạng bên đây nó chạy chậm hơn bên kia nè. Chưa thấy ai trúng hết trơn nha mọi người. Nghe 93, 92, 17, 19, 31 gì sai hết trơn nghe số 10 sai luôn. Nãy giờ chưa có hàng 2. 43 sai luôn. 47 sai luôn. 94 sai luôn. 49 sai luôn. 83 sai. 40 sai, 44 sai. Thôi gợi ý nó mau lắm. 42 sai, 45 sai. 8 sai. 86 sai. 46 sai. 51 sai. 79 sai. Chết mẹ sao có số trúng đâu trời. 85 sai. Cho khi nào nó ẩn comment trong quay. 26 sai. 35 sai. 29 sai. 50 sai. Lẹ lên với chị ơi, 51 sai nè. Chị Nguyễn Thị Nhu 51 sai nè. Gần tới rồi. Rồi Quỳnh Ngăn 83 sai nè. Rồi Loan Vàng sai nè. Úc Anh Trần Thị sai nè. Chị Phụng Kim Phụng sai nè. Rồi Loan Vàng sai. Úc Anh Trần Thị sai. Chị Nguyễn Minh Phụng sai. Loan Vàng 00 sai luôn. Số 10 sai luôn. Chắc mẹ mỏi miệng quá vậy. 12 sai. 81 sai. 17 sai. Chết mẹ comment nó gì ta, sao có 4 5 người vậy? 78 sai. Rồi 77 sai. 11. 88 sai. Số lại không dài. 74 sai. 70 sai mấy chị, nhảy mấy chị bấm lẻ coi, 16 sai, 76 sai. Mà không nghĩ là tới chiều luôn. 38 sai nè, chị Hân Ngọc 38 sai nè, chị Phong Kim 149 sai nè. Chị Đặng Loan 08 sai nè. Chị Phương Nguyễn 66 sai nè. Bán đi. Ok để em bán. Trang Kim 54 sai nè. Chị Nga lên 19 sai nè. Rồi 36 Loan Vàng sai đó nè. Thanh chị Thanh mà Hồng Tư 15 sai nè. Gợi ý đi chị ơi, 32 sai. Rồi mấy chị gợi ý phải không? Rồi trên 50 quý vị nghe, trên 50. Loan Vàng 50, 60, 32 Trang Hà sai nè. 66 Quanh Trần Thị sai nè. 15 Hồng Tư sai nè. Trên 50 quý vị ơi. 40 Loan Vàng 40. 30 gì sao hoài vậy? Sao có comment nhảy hoài ta? Gọi thấy có người trúng rồi nè mấy chị nghe. Đây, em kia bình luận này. Đây, 63. 63 nghe mọi người nha. Đây mấy chị tấm tiền nè. Trời ơi mừng quá, có người trúng rồi mấy chị ơi. Đây. Đây mấy chị nghe, 63 đây. Trời số nó đẹp quá vậy nè. 163 53 163. Ủa. Trời má nó nhà khu 62. Tấm thì đẹp quá mấy chị ơi, tấm thì quá đẹp. Ơi cái tấm tiền đẹp chứ phải. 1 163. 163 53 163. Ừ tấm tiền đẹp quá rồi, bỏ heo luôn. Hai khô máu đi. Rồi mọi người nghe có chuyện chưa? Rồi ra đây chạy bỏ răng mặt. Khô máu với nó. Rồi bỏ răng mặt mọi người nghe, bỏ răng mặt là lụa manh gò quần đùi giá 95.000 bột. Cứ đủ mà chị nghe đây. Đủ mà có mà. Rồi bỏ răng mặt 95.000 mấy cục vàng nha. Rồi có người trúng đó chị nghe. Trời ơi. Em uống miếng nước cho mọi người nghe, em mừng quá, có người trúng lại mừng quá. Ừ. Để em khác mà dính liền. Rồi, được cái ba lô nghe. Đó. Rồi. À, cảm ơn nè Phan. Để cho công bằng cả đôi bên mọi người nghe, mấy chị thấy số không phải không? Rồi em sẽ bấm vô là cái trang của bà anh Trần Thị này, coi bả có chia sẻ công khai không mọi người nha. Mình phải kiểm tra đàng hoàng cho mấy chị coi nha. Cái này là em chơi là công bằng cho mọi người nha. Đó anh Trần Thị nè. Công bằng là liên chính liên minh. Đây mọi người nha. Đây mấy chị, anh Trần Thị đây. Đó đây mọi người nghe. Đây nó chia sẻ cái đây 5 phút đó. Ừ nó buồn cái gì chia sẻ có lần nghĩ tờ nè, chia sẻ ngày nào cũng chia sẻ hết trơn.
ồ ồ đó. Đây mấy vậy nha, ngày nào cũng chia sẻ rồi cũng được đi thôi, cậy đi, ngày nào bà cũng có chia sẻ cho mình hết trơn. Nó chia sẻ nhỏ cũng năm này qua tháng nọ, trời ơi ngày nào cũng chia sẻ hết trơn đi ta. Trời ơi cái này là mình tặng không có uổng công nha mọi người ha. Nó trời ơi cho chia sẻ của mình lên shop Kim Hương nha, cho kiếm shop khác chia sẻ với coi. Sao chia sẻ thì có người vậy trời? Không biết gì luôn, vô coi cái là comment hả? Ồ ô mấy chị thấy không, chia sẻ có một shop một, không có chia sẻ người thứ hai luôn nữa. Ôi ôi con nè, trời ơi thấy thương quá ha. Ờ ô nó chia sẻ gì năm này qua tháng nọ giờ cũng được đi, cãi đi mấy chị nghe, cái này cái công cũng công không có chia sẻ hoài luôn. Ừ. Ừ. Rồi nha mọi người nghe. Đó. Vậy hả, trời ơi bên em đọc nó lẹ lử luôn, không thấy luôn, em mà thấy là em mừng gần chết luôn mọi người nghe, biết sao không? Đặng mình bán mấy chị. Ờ mình chia sẻ xong mình bán. Tặng xong rồi mình bán mọi người nha. Rồi mấy chị ơi. Ừ. Ừ, chơi này vậy mới vui vậy, chơi vậy mới vui, chơi này vậy mới vui nha mọi người nha. Còn chơi quay quay số nhiều kim quay tới chiều luôn, hỏi có ai ở đây hết trơn. Rồi khi nào lấy bộ đang mặc chốt mã này mấy chị ơi, bộ đang mặc 95.000 nha chị Nguyên Phương ơi, đang mặc 95.000 rồi mấy chị nè. Chị nào mà không trúng túi phải không, chút xíu em sẽ tặng mấy chị nha, 2 hoặc là 3 giờ em sẽ tặng mấy chị thêm bộ đồ. Bữa nay em nói chung là cái này em thấy vui vui mọi người nha, em sẽ dự án người tặng là trưa nay tầm 2 giờ tới 3 giờ nghe mọi người, nghe em sẽ tặng thêm mấy chị thêm bộ đồ nữa. Ừ. Quất luôn mấy chị nghe. Rồi bỏ ra mặt 95.000. Bỏ ra mặt 95.000 nha, chị gái nào chốt comment mã giùm em nè. Ủa mà đưa đủ mã cho em. Sao tao thấy con nó một mà không thấy nè. Ừ. Rồi bỏ mặt chị Phương Lê bạn vô. Ừ. Không có đưa một ra đó. Rồi mấy chị gái nha. Ừ. Rồi em đọc khô có họng người thấy không? Ừ. Rồi mấy chị ơi, bộ đang mặc nè, ai lấy bộ này chứ mã 1 giùm em nha. 45 đổ lên, 6 thả lề dừa, bộ này là chị Phương Lê dư dừa luôn chị ơi. Dư dừa luôn. Ừ. Có lửng lập thể không? Hình như có đó quý. Hình như là có đó, có lửng lập thể nha. Rồi, ai lấy chốt mọi người nghe mã 1 giùm em, 95.000 mấy chị gái nha, lụa mango. Đó, chị 65 cái cao như chị Nhu ơi. Chị Thu ơi, 65 ký cân nhiêu. Rồi ai lấy chốt mã 4 mọi người nha. Mã 4 rồi em lên áo khoác mọi người nghe, bán áo khoác đầu like cho mọi người nha. Ừ. Bị chúng đi để mua đồ dạ. Vậy hả? Ừ, bởi vậy. Chị ơi, chị dám thích đi. Và em đăng gì lên chị thích là bữa thì bữa là cứng lại à. Mét 56 thôi chị. Mét 56, ngực thì bạn kích nhiêu rồi chị. Rồi ai lấy bộ này chốt mã. Mã 4 với chị gái nha, 4. Đó, 45 đổ lên, 6 hải là vừa 4 nha mọi người nha. 44 có phát nha. Ừ. Vậy hả, lập thể lửng. Ôi, lập thể lửng nó còn bổ đi, nên coi lập thể lửng lửng bên ấy. Bộ đang mặc có dài không hả? Có dài mà nó kiểu khác luôn chị. Ừ. Rồi, mở ra mấy đi. 14. Rồi lấy 14 chứ 14 thì em mấy chị nha. Vậy nào có đùi nữa không? Coi em qua mẫu dài lỡ cho mấy chị khách kia nha. Rồi lấy 14 chứ 14 thì mọi nha, 14. Lửng gì rồi, lửng giống cái trang dĩa gì chị, lửng giống cái trang gì là không có nha. Nó có lửng khác rồi mọi nha. Ừ. Dạ bộ đùi hầm 44, 45 kg bạn được nha chị Mai Diệu ơi. 45 kg bạn được nha chị gái nha. Ừ. 45 kg là bạn chị bạn ngay trang em nè. 45 kg là bạn ngay trang em á. Rồi bộ này mã 22 mấy chị nghe, 22 là bộ pyjama luôn nè. Đó, thế này 62, 63 là dùng người nghe, 45 đủ lên. Đó, 45 kéo lên người nha. Ừ. Nghe hả? Ừ. 14 là chị Hạnh Lê. Hạnh Lê Thị Mỹ. Ok, chị Hạnh Lê Thị Mỹ. Rồi lấy mình mã 22 người nha, 22 dùm em. Chờ đợi 22 lấy 22. Không, đồ đang lên không có lửng nha. Rồi lấy mình 7 mọi người nghe, cái kiểu này hiện tại em chưa có lửng nha mấy chị nha. À lấy 7 chút 7 mà em nè. Ok cho Mai Diệu lấy bộ đùi hồng đó, mã 4. Rồi chị lấy bộ cho mã 7 giùm em ha. Mã 7 mấy chị vô lụa mango 95.000 bộ, nhận hàng mấy chị được kiểm tra hàng nha. Nếu mà hàng cũng ok mọi người nghe mấy chị trả ra cho em. Rồi ai lấy chốt mấy 7. 7 mấy gì mã 7. Rồi chứ lấy bộ này comment 11 quá chị ơi, 11 giùm em. Ồ mấy chị ơi quá đẹp chưa. Rồi chị gái lấy cho mình 11 giùm em.
quá đẹp mọi người nha. Cái này có 11. Rồi, đẹp rồi nha. Rồi, thấy em đang mặc là mã 8 mọi người nha. Em đang mặc mã 8 nè. Ok, chị này kim như dấu nè. Cảm ơn chị ruột. Rồi, lấy bộ này chốt mọi người nha, mã 16 giùm em. 16 cái cục vàng ơi, có 95 ngàn à. Lượm anh gồ siêu đẹp mọi người nha. Chị nào lấy anh 16. 16 giùm em. Chị Hà Phan. Ok, chị Hà Phan nè. Ngày qua nay điện chơi gặp chồng chị không mời cục vàng. Nhưng cũng số này nữa vậy nè. Số khác. Số kia chứ cho 164. Rồi ok chị Hà Phan nha. Em nhớ không chứ số là chị đã cho số lại của chị rồi. Mà sao còn lưu số của chồng chị không hiểu. Vậy hả? Ừ. Có gầu gọi nấm. Tại vì anh nói có Romano. À, dầu gội nồi với nồi không có chị nghe. Em có liền. Rồi mã 6 mọi người nghe, lấy 6 chút 6 giùm em nè. 45 xong nghe cái đường đẹp mã 6. Ừ. Ok. Rồi lấy cái 6 cộng lên 6 giùm em nha. Dạ có nha chị, quê hương quê. Có nó chị đó nha. Có mấy chị ơi, rồi để em lên. Để em lên bi ma lửng cho mọi người nha. Bao nhiêu ký? Dạ cái này 62 đổ lại nha chị. Hôm này tầm 62 đổ lại chị Phạm Hồng ơi. Hết sức không gặp chị ruột của em nha. Đó, lộn anh gồ đẹp mọi người nha. Rồi bọn này chốt mọi người nha. 19 mấy chị nha. Ồ mấy chị con bò màu hồng đẹp ghê mấy chị nha. Rồi ai lấy 19 chút 19 giùm em. Có 95 nghìn bộ mọi người nha. Lộn anh gồ siêu cấp đẹp mọi người nha. Mấy chị bấm thích trang hay giỏi trang nha. Nhà em là mặt hàng gì cũng có hết trơn mọi người nha. Em sẽ like từ từ. Ví dụ như hôm nay mọi người không thích thì ngày mai mấy chị lựa vậy đó mấy chị. Ừ. Dạ bộ đang mặc 95 ngàn nha chị ơi, chất lượng mango. 45 đổ lên, 62 lại dừa. Mã 11 cho chị Phương Nguyễn nè. Áo phát sửa sẵn lên nha chị ơi. Để em coi giá phát em lên cho mọi người. Rồi ai lấy chốt 10 nha. Mã 19 là con bò xanh. Đó, bộ đang mặc còn có 95 ngàn nè chị ơi, chất lượng mango nữa chị nha. Lượng mango cao cấp đẹp, mấy chị nhận hàng được kiểm tra hàng nha. Rồi, chị nào lấy bộ này comment mã 2 giùm em nè. Mã 2 mấy cục vàng nha, mã 2. Ừ, chị gái nào lấy mã 2 chốt mã 2 giùm em nè. Quá là đẹp luôn mọi người nghe, 95 ngàn mấy cục vàng ơi. Mỗi người cho em nút chia sẻ mọi người nha. Cho em nút chia sẻ mấy cục vàng ơi. Dạ 62 chứ lại vừa nghe chị Phạm Hồng ơi. Rồi, ai lấy chốt bộ này comment mấy chị gái nha, mã 18. Ơ, chị Nguyên Lê ơi, chị 65 cái cân như chị. Cái này á thì nó kêu em là size 65. Nhưng mà bán 62 để làm mấy chị nha. Đem về mình bận cái vôn rộng rộng mấy chị nha cái đẹp. Còn ví dụ như mấy chị 65 cái mấy chị chẳng chen được nha. Mà em sợ kiểu như là nó bận vừa quá mọi người nghe, nó sẽ không đẹp với cái phọc đồ như thế này mọi người ha. Rồi lấy 18 cho 18 mọi người nè. 18 mấy chị gái nha. Dạ có quần dài nha. Có quần dài. Đẹp quá. Rồi 17 mọi người nha. Chị nào lấy 17 chứ 17 giùm em. Ừ, mấy chị nghe siêu xinh đẹp luôn. Rồi 17 giùm em, cục vàng lấy 17 cho 17. Rồi mã 3 mọi người nha. Chị nào lấy 3 comment 3 giùm em nè. Mã số 3 mấy chị gái nha. Ở giá có 95 ngàn, mã 3 giùm em. Có tay dài 65 kg luôn chị gọi coi. Ok 18 thì chị Đặng Loan. Mã 6 là vừa đó chị Nguyên Lê. Mã 6 là vừa nghe chị nghe chứ mã 21. Cái này là chị nào 65 kg mã 6 là vừa mấy cục vàng nha. Vừa. Rồi cục vàng lấy bọn này comment 21 giùm em nè. Mã 21 người nha, có 95 ngàn bộ à. Chắc lụa mango mùi nha, mấy chị nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái giùm em. Rồi cái này mã 21. Rồi chứ lấy cái này comment mã 9 giùm em mấy chị. Mã 9 mọi người nha. Mã 9 cái hoa phổ cẩm mọi người sang không. Rồi chứ lấy 9 comment 9 giùm em, mã 9. Quá trời đẹp luôn mọi người nha. Đó, 9 giùm em siêu cân mã 9. Rồi mọi người nghe mấy chị lên áo khoác cái đi ha mấy chị ha, rồi em lên mango quần dài cho. Đây áo khoác mọi người nha. Áo khoác một thời là mà thi có dành giật với mấy bà khách đó mấy chị nha. Bữa nay áo khoác các bạn hết nổi rồi, nhiều bà khách dành rồi mấy chị nha. Đây mấy chị nghe áo khoác hành xịn. Trời ơi mấy chị nghe đẹp chưa? Trời ơi đẹp quá đi. Quá trời đẹp mọi người nha. 125 nghìn áo khoác. Kéo gờ nha mấy chị nghe, có nghĩa là khi mấy chị không thích cái nón này á, về mấy chị có thể là gỡ cái nón mình bỏ ở nhà. Đây mọi người nha, mình bận được hai kiểu, một là không nón, hai là bận có nón mọi người ha.
Rồi, ok. Thì lên lên chị cây mang gồi lửng đi. Cây mang gồi lửng mà có đợt thảy đi. Ok, đợi con chút nha. Rồi, mọi người ơi, đây. Cái này sai mọi người nha. Đây. Quá đẹp mọi người nha. Rồi cái này size form từ 45 đổ lên 60 đổ lại vừa mọi người nha. Ai lấy cái này cái mã 1 giùm em. 125.000 chắc cô Tông Thái mọi người nghe mấy chị coi nè. Coi giãn thoải mái túi rờ lộn nón rờ cho mọi người nha. Có túi bên ngoài và cả bên trong mấy chị gái nha. Đây có túi trong không mấy chị nha. 125.000. Rồi cục vàng lấy cái này comment mã 1 giùm em. Hàng xịn xịn luôn, cái này hồi trước á mọi người nha. Em nhập vô là 120.000 nha. Em về em bán 140.000 đó mấy chị. Nó tại vì cái này là cái tiền ship nó hơi nặng mọi người nghe, tại vì cái áo nó hơi nặng nha. Đó. Rồi cái em mã 1 người nha. Mã 1 cho em mấy chị nghe, cái viền áo nó như nè. Ở ngoài cái áo này là màu vàng bơ mấy chị nha. Màu vàng bơ. Rồi 50 tới 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, cái mã 1 cho em. 125.000 mã 1. Áo khá đẹp lắm chị nha, lâu lắm mà mới có lô này. Lâu dữ lắm mới có lô này mọi người nha. Nha. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nha. 45 đổ lên, 55 56 lại vừa mã 2. 45 đổ lên nha, 55 56 đẹp mọi người nha, chứ mã 2 giùm em. Nón gờ với chị gái nha, nón gờ giùm em nè. Mã 1 cho chị Bình Lê mã 1 nè. Rồi lấy 2 cầm 2 mọi người nha, 2 giùm em nè. Đây là người đẹp anh Trần Thị ơi. Có luôn. Chị, đây là chị, quần nó là gặn quần đùi nha chị Nguyễn Thí nha. Đây chị, cao mét 62 nó không có liên quan gì hết trơn. Chị gái nghe nè chị, có đây áo với quần nó vậy nè. Áo này cái bằng giường nha chị nha. Áo khoác là 125.000, áo khoác có size 65 luôn. Áo khoác có size 65 luôn chị ơi. Rồi đây, đây có lập tải luôn nè. Đây. Đó, phơm 60 đó lại vừa nghe rồi đẹp ơi. Rồi lụa mango, quần lửng nha. Cái này con đang xe có 95.000. Rồi em còn lập thể mọi người nha, lập thể đùi nè. Lập thể nè. Lập thể nó có một màu một à. Rồi hai màu lập thể. Đây, bộ đang mặc 62, 63 lại vừa nghe chị Trương Thủy thôi. Rồi ai lấy chốt mọi người nha. Lập thể này comment mã 07. Đó, 45 đổ lên, 60 lại vừa 07. Rồi. Rồi, bộ này ai lấy chốt mọi người nha. 95.000 bộ 07 giùm em. 07 mấy chị gái nha, lập thể 07 giùm em nè. Quá đẹp mọi người nghe, 07 nè. Rồi, cái đẹp bên 02 giùm em nè. Lửng 02 mọi người nha. Đó. Ok, 07 cho anh Trần anh Thị nè. Rồi, lấy lập thể này comment 02 mọi người nghe, 95.000 02. Lửng thì siêu cưng mọi người nghe bạn. Nhẹ phao luôn mấy chị ha. Rồi mã 10 giùm em. 45 60 cái bằng đẹp người nghe, chứ mã 10 95.000. Đó, mã 10 mấy chị gái nha, lấy 10 chút 10 giùm em. Rồi người nghe lấy bộ này trái tim hồng. Chờ lấy hồng chút hồng giùm em. 45 đổ lên nghe, 60 lại vừa mấy chị gái nghe hồng giùm em. 95.000 mã hồng. Rồi xanh đen mấy chị yêu nha. 45 đủ lên, 60 lại vừa comment mã xanh đen giùm em. Chị nào xanh đen, cái xanh đen rồi nha, xanh đen. Ok, đợi em xíu nha. Áo tay dài cũng là nguyên bộ đúng không? Ok, hồng cho chàng ăn liền hồng. Ồ đẹp người ha. Rồi chị nào lấy comment bộ này mã 1 nha. 45 đủ lên, 60 lại vừa mấy chị gái nha, mã 1 giùm em. Alo. Mã số 1 các chị ơi, lấy 1 comment 1. Nghe nè. Dạ các chị tiền chết không anh? Rồi rộng rồi nên nha. Rồi chị này comment mã 2 mọi người nha. Mã 2 giùm em nè. Đó. 45 đổ lên nha, 60 lại vừa mấy chị yêu nha, chứ mã 2 nè. Này 1, này 2. Hello chị An Nhiên. Rồi mã 3 giùm em mấy chị ơi. Mã 3 nha. Rồi chị gái nào lấy chứ mã số 3 mấy chị gái nha. Mã 3 giùm em. Đó. Còn có nhiều đó đâu về, có nhiều đó là nó có ấy à. Các bà sao cái áo này nó dơ dữ vậy trời.
chép bọc cái gì đó giờ cáo rồi. Rồi mọi người nghe, cáo đẹp mà nó dính dơ này em thấy không đáng nha mọi người nha. Đây mấy chị nè, đó rồi cục vàng nồi chốt mọi người nha. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp quá. Rồi dính dơ này nha, ok út nha. Rồi mấy chị, mọi người thấy giữ dơ này em nghe, cái này là giặt ra mọi người nghe, mấy chị comment dính dơ em 100 ngàn, dính dơ này 100 ngàn giùm em á. Đó phơm này đó chị nghe, 60 ký là vừa dính dơ 100 ngàn. Đây mấy chị nghe, cái dính dơ này giặt ra nha mọi người nha, nó nói chung là không đến nổi nha. Rồi sao lỗi cho mọi người 100 ngàn. Đây mọi người thấy được cái dơ của nó, mấy chị nghe là dơ chứ bao nhiêu nè. Đó ok, dính dơ 100 ngàn, cái chị trôi hoa nè. Rồi ôi mấy chị nghe, đây có chữ Thái luôn mấy chị nghe, giá này mới có lại 170 ngàn. Trời ơi đẹp quá chị. Ở cái này không phải là áo, cái này là mấy chị áo chồng cổ luôn, nguyên cái áo chồng cổ luôn mọi người nghe. Trời ơi đây mấy chị. Rồi mọi người nghe, cái này phơm mấy chị 65 nữa là vừa em nè. Rồi hết dơ luôn rồi bạn ơn ơi. Rồi cái này là chồng cổ luôn mọi người nghe, lấy ba comment bài em trong đây, giá đi biết nó là 170 ngàn mọi người nha. 65 nó lại vừa nghe, 50 đổ lên chứ mã 3. Mã 3 giùm em. Quá đẹp mọi người ơi. Áo phát này siêu đẹp luôn bạn ngon ơi. Bạn vàng ở nhà. Trời ơi mấy chị nè, cổ nè. Đẹp chưa? Rồi mấy chị, 45 đổ lên, 60 lại vừa mấy chị gái nghe chứ mã 4. Cổ gờ cho mọi người nghe, có nghĩa là nón gờ của chị. Mấy chị về mấy chị có thể là lọt cái nón ra nếu mình không thích đội nón, còn mình đi nắng thì mình đội nón nha. Rồi ở đây chỗ em mấy chị gái nghe, mã số 4. 45 đổ lên nha, 60 đổ lại đẹp mọi người nghe chứ mã 4 giùm em. Đó, 125 ngàn mã số 4. Ôi ôi đẹp rồi. Rồi 45 đổ lên nha, 60 lại vừa, ok 4 chị Hồng Như. Rồi chị lấy cái này comment mã 5. 45 đổ lên nha, 60 ký lại mấy chị bạn đẹp nè. Cái này chị nào thích bạn ôm á nha, là 65 ký lại vừa mấy chị nha. Rồi chị gái nào lấy chốt mùa này comment mã số 5. Mã 5 mọi người nha, 5 giùm em. 125 ngàn cáo phát thôi. Siêu đẹp mọi người nha. Trời ơi đẹp quá. Cô Thông hàng chuẩn Thái mọi người nghe đúng rồi. Rồi 65 ký lại vừa mấy chị. Comment mã 6. Ví dụ như mình 50-60 ký mọi người nghe, mình thích bạn áo phát rộng rãi thoải mái phải không, thì mình mua size 65 ký mấy chị nghe, về đang cho mình bạn hơi rộng rộng thoải mái gì đó. Còn mình thích bạn vừa dặn hoặc là thích bạn ôm mọi người nghe, thì mình mua cái đúng cái size của mình. Rồi chốt em mã 6 mấy chị gái nha, 65 đổ lại đẹp mấy chị nha, mã 6 giùm em, giãn đẹp lắm mọi người nghe, nóng gờ giùm em mã 6. Quá trời đẹp áo phát mọi người nha. Rồi ôi quá đẹp á cha, 45 đổ lên, 60 đã đẹp mọi người nghe, chắc 7 giùm em nè. Có túi ngoài và có túi trong mọi người nghe, túi ngoài có dây kéo nghe, túi trong thì cũng có mọi người nghe. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, mã 7 là nón nón liền nha mọi người nha. Rồi ai thích nón liền thì lụm cái mã 7 này giùm em nè. Đó mình không thích gửi ra gửi vô thì mình mua có nón liền. Rồi ai lấy chốt mã 7 nha, 45 đổ lên nha, 60 đó là đẹp mọi người nghe, mã 7 giùm em. 125 ngàn một áo khoác siêu đẹp mấy chị gái ơi. Rồi một cái lớp tốt mấy chị nha, đây để mảng này cho mấy chị coi nè. Trời ơi cái này đẹp đó mọi người nha. Ồ mấy chị nghe có sổ ngón luôn nè. Trời ơi bạn thoải mái đẹp. Chị Hồng Như ơi, chị bạn cái áo này là thoải mái đẹp, cái này ăn này ngăn như dừa, y chang cái sai cái áo mặc con người luôn á. Cái size này giống cái size áo mặc trong ngực luôn á. Ôi ôi mấy chị. Lại là 2 giây. Giản đẹp lắm nha. Mã 6 thì chị Phương Nguyễn mã 6. Rồi chị đọc mã mấy đi? Chị đọc 8. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe cái mã 8 mấy chị nè. 8 mấy nha. 60 ký lại mấy chị bạn đẹp nghe mấy chị mã 8. Giản lắm mọi người nghe mấy chị, cái này áo này nó giản mọi người nghe nè. Nó giản là dáng người của mình nghe mấy chị nghe, cái này chỉ là thích bạn lửng nè. Đây mấy chị thấy giản không? Đó, thích bạn lửng, cái này mã 8 nha mấy chị nghe, dễ luôn á nè. Ồ, này cân nha. Rồi ok, ốc mắt tóc thì chị Mai Diệu nè.
quá trời đẹp luôn. Thấy cưng quá. Giải đẹp một cái nó ghê luôn á chị nghe, giải đẹp cực kỳ đẹp luôn. Phải gọi là siêu đỉnh đẹp luôn, cái này chắc 150, 160 cái. 170 nè. Rồi mấy chị ơi, mã 9. Mã 9 này 62 63 nó lại vừa nghe. 50 tới 60, 62 63 lại vừa 10 nghe 9. Mã 9 giùm em á chị ha, mã 9 nó G nè em ha. Đó, chị bao nhiêu ký em hả? Em 53 ký. Em 53 ký nha chị Nguyễn Thí nha. Rồi chị lấy 9 mọi người nghe mã 9 giùm em. Mã 9 ở ngoài là màu xanh bơ mấy chị nghe, màu xanh bơ giùm em. 62 cái lại vừa mã 9. Chị rồi 45 62 cái bằng đẹp mọi nha, mã 10. Rồi mã 10 giùm em nha. Chắc có chị để em lên từ từ nha. Rồi 45 đủ lên nha, 60 lại vừa mấy chị gái nha, mã 10 nha. Trời ơi màu xanh đẹp quá mọi người nghe, cái này nó liền nha mấy chị nha. Rồi mã 10 luôn đi. Mã 10 nó liền mọi người nha. 50 62 cái đẹp 10. Đây như rất tốt hơn gì nè chị. Rất đẹp quá. Rồi đây mấy chị nha. Rồi cái này mọi người nghe, 40 tới 55 cái là đẹp mấy chị ơi. 40 55 cái bằng đẹp 11. 40 tới 55 cái bằng đẹp 11 nha. Rồi để em coi có không nha chị yêu ơi. Trời ơi cái vải này ấy luôn. Rồi mọi người nghe mấy chị coi nè. Bỏ mặt các chị, bỏ mặt 62 là vừa nha chị ăn đông rồi, 45 đủ lên. 45 đủ lên, 62 là vừa. Không có phát mặt không có nha. Rồi này nhiêu rồi. Rồi 60 lại đẹp mọi người nghe, chắc bản 12 em nè. Trời 12 cái vải này đẹp chứ ta. Cái vải này cái bản vải gì đẹp chứ ta. Hàng của New Fashion vậy ta. Rồi 12 mọi người nha, 12. Đây này màu nu. Màu nu này không biết phải lắp tết không mà là không lắp tết nè. Để đẹp ha. Rồi mọi người nghe, 45 tháng một cái bạn đẹp nha. Cái này là con okay. Tách cũng thi mùa lặng thì nó giật. Đúng rồi. Cái này là cái giải gì? Cái này là xịn đó. Cái đó là xịn nhất luôn. Dạ, áo khoác 125.000 nha chị Nga Tăng ơi. Rồi 45 tháng một cái bạn đẹp nhiêu? Nhiêu là 13. Rồi 13 mới chị ơi, 13. 13 là màu nu nè. 45 60 cái bằng đẹp 13 mọi người nha. 13 giùm em. Ok, chị Hương Lê BMI chính bác. 60 cái trở lại phải không? Rồi để ngồi em chị em kiếm cho chị nha chị Hương Lê nha. Rồi cái màu rút đẹp mọi người nha. Rút màu siêu đẹp nha. Rồi 45 60 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi chị nào chốt cái này comment liền em. 14 mấy chị gái nghe, 14 giùm em. Rồi đây 14 chứ 14. Vậy hả chị Hương ơi? Dạ. Rồi, ok chị, có gì chiều em kêu mấy đứa nó điện cho chị ha. Rồi, 6 mở lại giờ mấy chị ơi, chắc mở 15. 45 6 mấy cái bằng đẹp 15. Chị gái lấy chắc 15 giùm em mọi người nha, 15. Vậy đã ra mười ha. Rồi 45 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, 16. 16 giùm em mấy chị ha. Thôi lấy 16 chứ 16 giùm em nè. 16. 125 ngàn áo. Làm 300 nó rồi. Mua cho mẹ 300. Ok, Thí Nguyễn lấy cái bát xanh đậu. Đây chị, xanh đậu nè. Nó đẹp lên. Rồi ai lấy cái này comment mấy chị nghe, 18. Có xe lớn nha chị ơi. Mười mấy rồi? Rồi 17 mọi người nghe, 17 màu bò. 17 màu bò em nghe, sáng chứ lại giờ 17. Cái này giấc nè. Giấc nè. Này giấc nó kêu phải không? Rồi đây để em lên xe lớn. Để em lên xe lớn cho mấy chị nè. Đây xe lớn đây.
65 cái bằng đẹp nè. Ok chị. 60 65, đây 65 đây là Nhung ơi. 60 65 cái bằng vừa nè. Đây cái tay nó đẹp, cái tay. Rồi lỗi luôn rồi, cái này lỗi rồi. Lỗi rồi nha. Cái tay đẹp quá ghê luôn. Còn cái này. Cái này lỗi rồi. Anh sẽ dành kỹ kỹ mọi người nha. Rồi mọi người nghe, 60 65 cái bằng này giùm em nè. Tại vì mọi người biết sao không? Hàng mà nó bị tồn mọi người nghe, nó chắc không co. Bởi vì tụi em phải dầm kỹ mới được. Rồi 65 cái lại giờ mọi người nha. Nhiêu đi? Thì đọc 18. Rồi lấy 18 cho 18 mọi người nghe. Bãi đẹp quá, 18. 18 giùm em nè. À, lên size 60 nó được, nón ngược. À chị, rồi em lên. Để em lên chị. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe. Để luôn quá nè. Oh, 50 65 cái là vừa nghe, mã 19. Alo. 50 65 cái là đẹp 19 mọi người nghe, tháo nón được nè. Dạ, có tin gì anh? Rồi, chị nào lấy 19 chứ 19 giùm em. 18. Nè, cho số lại nè. Cho lại số rồi. Cho lại số rồi đó, có. Đây đây. Ờ, đợi 50 đây nè. À, 0939. 0939. Ủa? 495 495 724 724 cái điện thoại cũ chưa bị mất rồi. Để tiền đi mẹ Năm Hải. Dạ. Mời dạ dạ. Có dạ có túi trong rồi chịu tí rồi. Mã 18 thì bị lỗi không thôi. Đúng rồi. Mã 18 bị lỗi nè. Ừ này nè. Thấy không? Này nè. Nè 18 này nè. 18 ok, 18 cho Ly Nhung. Nè nè 19. Thì để đâu mà cái bị lỗi. Thôi lộn 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 khoan nghe. 18 chị Nguyên Lê trước. 18 chị Nguyên Lê trước nha, sorry chị Lê Nhung nha. Có túi trong nha chị ơi. Sorry chị Lê Nhung nha, tại lo lưu hôm nay chị Nguyên Lê trước mã 18. Rồi mấy chị ơi, một cái laptop nè. Laptop mọi người nha. Bạn nó được, nó phải sợ chết cái này thay lớn không? Không, bạn này phải được. Chạy vô coi, chả ngại nó đi thay thôi, nó bẩm mà bẩm. Ồ, có màu vàng đẹp cơ người ha. Rồi mấy chị, 65 này vừa nghe, cái này là dạng chồng cổ. Áo là dạng chồng cổ túi trước mọi người nha. 65 cái là vừa mọi người nha. Rồi, có hấp ứng không có? 65 là vừa nhiêu thi? 20. Rồi 20 mọi người nghe, mã 20. Ủa? Áo khoác chồng cổ đi cho mấy chị đi Đà Lạt nè. 65 là vừa mã 20. Thì hốt đi, chồng cổ cái đi. Rồi mọi người nghe, 60 65 cái loại dừa nè. 21. 60 đổ lên, 65 67 là dừa 21. Nó giãn dữ lắm. Còn giãn nữa nè thấy không? Có bạn còn giãn nữa kìa. Ngặt mập rồi phải bận mấy cái gì đó. Mình mua cái dài bận xấu lắm. Không? Rồi mới đi chơi được rồi. Rồi 60 65 cái đẹp như vậy. Rồi 21 mọi người nghe, 60 65 cái đẹp 21. 21 là chị Nguyên Lê. 125 ngàn áo chị ơi. Màu 25 ngàn áo khoác nha chị Tiền Nguyễn ơi. Rồi 60 65 cái bằng đẹp người nha. 22. 22 là tháo nón được người nha. 60 đổ lên, 65 là giờ 22. Ủa này đẹp quá ha. Quá đẹp luôn người nha. 22 có túi trong và túi ngoài đầy đủ mọi người nha. Túi ngoài là có dây kéo nha, túi trong không có mọi người nha. Lấy 22, 22. Không có giữa đâu nè. Rồi 60 65 cái bằng đẹp người nghe. 23. 23 giùm em mọi người nha. Ồ đẹp quá chị ơi. 23. 125 ngàn áo khoác người nha. 22 chị Nguyễn Nguyên. 21 màu gì đi. 21 màu nó chạy bơi. Giống màu này giống không? Đưa lại nè. Hình khác không? Này hình khác rồi. Rồi có thỏ ngón luôn. Có thỏ ngón chị gái nha. Đây. Cái nào cũng có thỏ ngón hết trơn chị. Hàng xịn mà chị Nguyên Lê ơi. Hàng xịn cái nào cũng có thỏ ngón hết trơn chị nha. Thiệt. Cái nào mà em Hương bán những cái loại mà hàng thường thường nha. Thì 50-60 ngàn cái mọi người nha. Là có cái sổ ngón có cái hồng. Cái nào mình chia sẻ thiệt với chị gái nha. Ừ. Rồi 23 mấy chị nghe. 23 đẹp quá nè. Chị Thơ Lâm. Ở lộn Thơ Lê.
Trời ơi đẹp ghê mọi người nha. Trời ơi giá thì miết 595.000 mấy chị ơi. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Ồ ô dễ thương quá mọi người nghe mấy chị nè, nó mắc diện thêm nè. 23 chị Thơ Lê. Rồi Alex chốt mọi người nha. Ok chị Nguyễn Nguyên dọn đơn đi lên khỏi gọi luôn nè. Rồi lấy comment 24 mọi người nha. 24 giùm em nha. Chị muốn em mặc thử cái nào chị? Chị muốn mặc thử cái nào em mặc cho. Rồi ôi mọi người nha. Rồi mấy chị. Đó 60 kg đâu lại vừa nè, 25. 60 kg rồi hoành dài dài lại mấy chị nghe, mã 25 giùm em. 25. Ồ cái tay này mọi người nghe đẹp không? Trời ơi chị dư đẹp luôn. Mà thích bạn rộng hay bạn ôm? Chị Thơ Lam thích bạn rộng hơn không? Rồi chứ là lấy 25 comment 25 giùm em. 25. Dư đẹp luôn chứ yêu ơi. Mấy cái này ha mấy chị dễ bạn lắm. Mình bạn rộng cũng đẹp nha. Mà không bạn ôm cũng đẹp lắm mấy chị. Đó. Bạn rộng cũng đẹp mà bạn ôm cũng đẹp luôn. Trời ơi cái này thấy chị là thôi vô nè. Ôi ôi cái bạn phải đẹp chứ trời. Dạ 125.000 thôi chị Bích một trần thôi. Rồi mấy chị yêu nha, 65 cái lại vừa nè, 26. Mấy chị ơi cái này là giãn lắm nha. Nghe giùm em, ví dụ như nè mấy chị thích bận rộng lại thoải mái á thì từ 50 tới 60 mình chốt 65 cũng được mọi người nghe, tại nó lấy nha. Ok chị Nguyên Lê. Đó nên mọi người nhớ giùm em là mình thích bận ôm thì mình mua cái size nó vừa với mình, thích bận rộng thì mua găng size với mấy chị nha. Nhưng mà tốt. Rồi 65 cái lại vừa 26 mấy chị ơi, 26 giùm em. Ôi chắc vải đã lắm mọi người nghe coi nè. Quá đẹp luôn mấy chị nghe, 26. Được, trời ơi chị Hoa Phan bạn được. Cái này bán đỏ không chị? Bán em cái này dòng đơn đi luôn chị. Rồi ok chị Nguyên Lê nè. 25 chị Lê Nhung. 26 chị Cho Hoa nè. Rồi 27 mấy chị ơi, 65 lại vừa 27 giùm em nè. Ồ mấy chị nghe, mấy chị cầm cái áo hết nè. Đẹp lắm. Rồi lấy 27 chứ 27 giùm em. 27 bộ đang mặc 95.000 chị lụa manh gồ. Đẹp ghê mọi người, trời ơi mặn bộ đồ mà em thấy nó nhẹ nhàng lắm kìa mấy chị ơi. Nhẹ nhàng thoải mái luôn. Ví dụ như có khách lại nhà mình cũng không ngại ngồi mọi người nha, mặc dù mặc đồ ngủ. Ừ. Rồi mấy chị. 28 luôn đi. Ừ. 65 nó lại vừa 28 tàu. Ôi mấy chị nè. Cái nón gờ mấy cục vàng nha, về không thích đổi nón thì mình cởi cái nón ra. Mình gọi cái nón để qua một bên nha, phần nào mình thích cái đầu mình gắn lại vậy đó. Rồi, 65 67 lại vừa 28 chị nha. 28 giùm em nè. Trời ơi cái chị ơi đẹp quá. Ôi ôi cái vải đẹp cực kỳ, 28. 27 chút chị Phạm Hồng. Rồi 65 lại vừa 29. Ở ngoài là màu xanh mơ mấy cục vàng nha. Ở trên màn hình em thấy nó hơi vàng vàng, nhưng ở ngoài là màu giờ xanh mơ. Chị bạn phơm 60 hay 65 cũng đều được hết trơn nghe chị Quỳnh Như nha. Tại vì á áo phát mà ngồi bạn rộng không bao giờ xấu. Nghe mấy chị gái nha, bạn rộng không bao giờ xấu nha. Đó. Ừ. Rồi nghe chị bạn phơm 60 hay 65 cũng được hết trơn nghe chị gái nha. Hai cái nó cũng xê xích với nhau với chị. Mà cái hàng xịn á chị bạn vô cái phơm áo đẹp lắm. Bạn phơm áo đẹp lắm nha. Rồi nghe đi. 29 nha mấy chị ơi, 65 67 là giờ 29 giùm em. 29 ở ngoài là màu xanh bơ mấy chị nha, màu xanh hy vọng. Rồi có chị nào đi Đà Lạt không? Rồi đi Đà Lạt là mình chơi cái này. Có 49 ký luôn nghe chị Bích Ngọc Trần ơi. Ok chút bộ đang mặc cho chị Phạm Hồng bộ đang mặc. Rồi mấy chị 65 tháng 7 là vừa mọi người nghe chồng cổ nha. Mình đi Đà Lạt là ơ đó mấy chị, ở chồng cổ giùm em nè. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe mã 30. Bạn thử cái không ok em bạn cho. 28 chúc mấy chị Lê Nhung. Đây mặn thử cái này. Dạ 125.000 nha chị Nguyễn Ngọc nha. Đây. Đây mặn thử cho mấy chị coi. Ủa màu đẹp quá. Màu này mọi người nghe nó ánh ánh. Nghiêng qua đây thì nó màu âm động nha mấy chị, nghiêng nghiêng lại cái nó màu nhạt nhạt nữa mấy chị nghe. Đây đó chị nghe. Em mặn cái 65 kg cho mọi người coi nha. Đây mấy chị em mặn cái 65 kg cho mấy chị coi nè. Đây mấy chị em mặn cái 65 kg đó nghe. Đây mấy chị nè. Đó. Đẹp lắm mọi người nghe, thoải mái mấy chị. Nếu được không? Có sỏ ngón luôn mấy cục vàng nha, tại em không sỏ thôi nha. Nghe được chưa? Mà nó nhẹ phao mọi người nghe, cái công chuyện mấy chị làm nhẹ phao. Rồi, mấy rồi bạn ơi? 31. Rồi mấy chị ơi, em đang bán cái size 65 kg nha.
Rồi chồng cổ bằng giá hả bạn? Đúng rồi, chắc bảy nó như nhau bạn ơi. Nó chẳng phải nó như nhau à. Chắc bảy như nhau như bạn Hiền. Rồi 31 không thôi. Rồi 65, 67 là vừa 31. 31 nha. 65, 67 là vừa 31 nha. Ừ. Chị Thanh Hà ơi, nó giãn thoải mái luôn nghe cục vàng nha. Đã lắm chị. Ở ngoài có túi dây kéo với cục vàng nha. Bên trong là có túi nữa nha. Ừ. Dạ còn nha, chấm nắng nano 85 nha. Ờ, cái đó không có màu trắng chị bộ coi, nó có màu hồng với màu gì thi, màu hồng với đỏ vàng. Đỏ vàng, ba màu, đưa ba màu chị Nguyễn Hương coi. Này chị Hương ơi. Ai chị Hương, nó có đỏ không? Đỏ hồng vàng nha chị gái nghe, 125 ngàn. Chắc vải nó cũng như cái này mà người nghe giảng đã lắm. Ừ. Chứ em chưa thấy trắng nè. Hình như nguyên ngàn áo này em không thấy có trắng luôn nha chị ơi. Ừ. Rồi. À, chị Huệ Trần áo khoác 125 lấy cái nào chị gục ơi, comment mã và kèm số điện thoại. Chết bà, tao bấm lộn cái đó nha, em bỏ bill nha. Chúng nó. Rồi mấy chị ơi, 60 đổ lên, 65 67 là vừa. 32. Rồi 32 mọi người nha. 32 giùm em, chắc là lấy 32, chắc 32 giùm em nè. Nón rờ mấy cục vàng nghe, không thích gọt nón thì ấy luôn. Ừ. Cái mã 4 cái size nó cũng y chang vậy đó nghe chị Hồng Như, nãy chị chọn cái size nó cũng y chang vậy đó. Ừ. Rồi có tone dài không? Dạ có nè chị Phụng Nguyễn nha. Nó cũng mới trang cái size này à chị. Nó nãy bạn cũng tự tử cái size vậy đó nghe chị Hồng Như. Rồi mấy chị ơi, 65, 67 là vừa. Còn màu vàng đẹp như ta. Nhiều không? Màu vàng đẹp. Nhiều không? Rồi 33 mọi người nha. Trời ơi, cái này nó sang nè. Rồi 65, 67 là vừa 33 mọi người nha. 33 giùm em. Rồi 65, 67 là đẹp người nghe. 34 33 chị Hồng Lập. Rồi chị đã lấy 34 chứ 34 mọi người nha. 34 giùm em. 34 con dài chiếm lên cho. Dạ 125 ngàn. Rồi mấy chị ơi, một cái lớp tốt nữa nè. Một cái lớp tốt nha. Lớp tốt là phơm sát một cái lúc lại người nha. 45, 60 cái lần đẹp nè. Rồi cái mã rồi 35 45 80 cái bạc đẹp mã 35 nha chị nha. Cái này là lửng mọi người nha. À lấy 35 comment 35 giùm em. 45 tới 60 cái bạc đẹp 35. Rồi có băng tay không Thi? Cái này 33 là 33 hết 33 rồi. Rồi mọi người ơi, 65 67 là vừa hết chị ơi. Rồi áo khoác là có khe, có ngâm cái màu xanh đậu cho em cái nè. Màu xanh này được không? Này đậu đâu phải đậu, cái này xanh này được không nè. 33 hết rồi. 30 lấy đỏ, ok lấy đỏ cho chị Nguyễn Hương. Rồi 33 hết rồi nha. Nhiêu rồi? 36. Rồi 36 rồi, 65, 67 là giờ 36. Cái này được không nè, bà Lê Nhung nè, được ok nè, cái màu xanh này đẹp nè. Đây chị Lê Nhung này được không? Được ok nè. Tôi đẹp. Nói đẹp luôn. Lô nhung cái này được không? Được ok, để em biết em khỏi lai. Rồi 65, 67 là vừa rồi nha. 37. 37 mà chị nha. Đó, năm mua đổ lên, 65, 67 là vừa 37. Đây nè, màu lưu lớp tốt nè, để cho chị Nguyễn Nguyên. Chị Nguyễn Nguyên còn đó không? Chị ơi, có màu lưu lớp tốt cho chị rồi nha, chị Nguyễn Nguyên nha. Trời ơi, cái màu này đẹp nè. Màu này giống như trang mà em đang mặc mọi người nghe, mà lớp tốt 45, 60 cái bằng đẹp, mà mấy chị ơi, giảm đẹp lắm nha. Mấy chị thấy em bé uống đu uống nặng của nhà em rồi mấy chị nha. Rồi nó mặn đẹp ghê. Ok, chị Lê Nhung cá xanh này nè. Rồi mọi người ơi, 45 đổ lên, 60 lại vừa. Nhiêu thôi. Này 37. Rồi 38 mọi người nghe, 38 là lớp shop đó chị, lớp shop. Nguyễn Nguyên không? Ờ, Nguyễn Nguyên giáp danh coi á. Rồi mọi người nghe, 45, 60 cái bạn đẹp nè. Vậy nào mà 50, 55 cái bạn xây này cũng ok nè. Rồi, 39 mọi người nha, 39 giùm em. 45 tới 60 cái bạn đẹp 39. Nè, để em mặn cái size 60 ký cho cái chị gì nãy coi nè.
đây bà 55 cái bạn size 60 nè. Đây bạn size 60 cho chị coi. Trời ơi mấy chị coi dây kéo nè. Ồ người thấy cái dây kéo là thấy nó xịn sò chưa? Lấy gì thương chị hỏi em có laptop có một nu không? Đưa cái nu cho chị coi chị chịu không? Đây là chị Quyên ơi. Đây. Chị hỏi em là laptop có màu nu đấy là chị một cái. Đây. Laptop màu nu. 36 chị Thiêu Huyền. Ồ mạng hết sức nhanh quá trời. Mạng gì tôi like cái tôi ngủ ba giấc. Ừ. Ừ cái xanh nó hết sức đẹp luôn. Rồi nè chị Nguyễn Nguyên hỏi em laptop là có màu nu không mà chị yêu cầu ổ đẹp nè sao ơi. Nó đẹp gì mà xỉu hoa xỉu lợi gì. Đẹp mà xỉu đau xỉu đớn luôn mọi người nha. Đấy chị. Quá đẹp luôn. Nói cái dây nữa mình xỏ lại nha. Rồi 38. Laptop 38 thì chị Lê Nhung. Rồi chị Nguyên có lấy không chị Nguyên ơi. Quá đẹp luôn rồi chị ơi. Mến em nó xỉu rồi nè. Nó xỉu với cái màu này á. Ở ngoài là em thấy cái màu ngọt hơn cho màn hình nha mọi người nha. Đó. Rồi chị Nguyên có lấy nè. Ok chị Nguyên nè. Quá đẹp luôn. Bấm biêu luôn à. Bấm ra luôn khỏi ghi giấy. Nó công ngăn rồi nó bỏ cái màu này qua bà kia nữa. Đây nè em mặn phơm 60kg lại cho mấy chị coi nha. Đây mấy chị, đó, phân 60kg lại nè mấy chị gái nha. Ừ. Đó, chị nào nãy xây, chị nào nãy 55kg mà bạn xây 60 nè chị gột đây. Để không? Đó, nếu mà mình 55kg bạn xây 60 thì thấy sẽ đẹp hơn nha, đẹp nhiều hơn. Ừ. Còn nếu chị muốn gặp nữa thì quốc xây 65 cũng được nha. 35. Ok, 35 cho chị Hồng Gấm. Tính mua mà tội xỉu. Trời ơi cái này nó bằng à. Mấy chị ơi Kaki Nhung. Kaki Nhung mọi người nghe. Trời ơi cái này ở đâu ra vậy mấy chị. Cái này mấy chị nha. Ơi tao hợp màu hàng không. Ủa cái đẹp quá. Ờ để em coi nha chị nha. Rồi cái này mọi người nghe. Cái này là 60-62 cái cũng được đảo lẫn được mọi người nha. Đẹp quá. Cái này là gọi là Kaki Nhung mọi người nha. Kaki Nhung giùm em. Trời ơi quá đẹp luôn. Dạ 125 ngàn. Cái này nhiêu rồi thi. Rồi 40 mới chơi. Mã 40 em nè. Giờ này lính đen nó gặp áo đẹp. Nó hết biết đường gấp mòi mọi người nha. Mã 40 okay. Cái đó đẹp. Hỏi là hỏi mà trả 200 mấy. Coi xếp cho. Rồi nhiêu rồi. Nè một cái laptop đó mọi người nghe 60kg lại giờ. Ôi 60kg lại giờ nghe 41 mọi người nha. 41 giùm em 125 ngàn. Sao nổi 40 lỗi em mấy chị ơi. Kaki cho bạn Loan. Quá đẹp luôn cái đó trời ơi nó đẹp. Mọi người nhận em cái đó được không. Rồi màu nu không biết còn không nữa nha. Rồi mấy chị ơi đẹp nè. 65, 67 lại giờ. Rồi 40 hết rồi mọi người nha. Bao nhiêu rồi? 42. Rồi 42 nha. 65, 67 là vừa mọi người nghe. Chứ mã 42 giùm em nè. 42 mới chơi. 42 thế 41 hả chị chặn tiếng mai bạn được á. 41 chặn tiếng mai. Rồi mọi người ơi. Hôm nay rất đẹp. Mấy chị ơi thì giờ cái nào nó cũng gì mấy chị đó không. Mình bạn quỷ 41 vậy nữa. 42 chị Hồng Như 42 nè. Rồi 65, 67 lại đẹp người nghe. 43. 43 nó chơi 43. Chị Quyền Trâm cho chị một cái laptop 57kg. Rồi 43 người nghe. Bên ảnh còn cái laptop này không? Rồi 43 nó chơi 43. Lấy 43 chứ 43. Anh nhớ có cái đó có laptop đó. 41 cho chị Tiên Hồ. Có màu tím nhạt không hả? Để em coi coi. Như cái này cái gì nào Phương ơi. Thấy không? 41 quá đẹp mất có mà. Mốt à, đâu có ai chốt đâu. 41 chị Tiên Hồ, 42 Tiên Hồ. Em không biết là chị hàng sale nè. 41 chị Quyền Trăng ra rồi. Đâu có, chị Quyền Trăng người ta kêu lấy cái laptop 57 kg. Má gắn mã 41. M41. Vậy hả?
là cái lớp top 41 là ở đây nè. Vậy hả? Vậy lấy cái 41 thôi. Rồi vậy là chị Quyền Trang comment trước thì chị đi ngồi có mẫu 42 nha. Dạ. 42. Rồi, này 43 hả? Này 43 đó, 44. 43 chị Phụng Nguyễn. 125.000 mấy chị ơi. Rồi, 50 đổ lên, 65, 67 lại vừa người nghe 44 giùm em mấy chị ơi. Có 125.000, áo đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, chị nào lấy chốt mã giùm em nha. Rồi, chị có giống cái đó không? Có nhiều. Nè, nát quá vậy. Giống không? Giống không đi? Giống hả? Rồi. Vậy là 43 còn cái nha. Mọi người thích đó hả? Rồi, trời ơi, chiều nay chơi nguyên một lô nó dài với bà, mình nhớ mua nghe. Đừng thấy mọi người thấy mấy chị thích vậy em ơi, nguyên lô vậy mấy chị không mua là em xỉu qua xỉu lợ nghe, cái đó nghe. Rồi, cái này giống. Rồi, đây coi chị nè. Của em 42 mà chị Hồng Như đến 42 hả? Hồng Như dạ, 42 nè. Ừ. Ok. 42 màu gì ạ? Màu này biết màu gì nữa. Vậy hả? Vậy còn bấm lỡ bấm lại mà ba chị Tiên Hồ không có 42 nha. Chết mẹ, bấm sorry chị Tiên Hồ. Phải chi ra kia nữa lấy nha. Ok, đợi xíu. Không, chị Tiên Hồ 42 em sorry chị nha. Rồi mọi người nghe cái áo này nó bị dơ xíu nè. Rồi cho nào lấy chút dính dơ xe luôn 100.000. Dính dơ xe 100.000 lỗ mọi người nghe dính cái gì trời. Rồi mọi người nghe dính dơ 100.000. Đây mấy chị dính dơ em 100.000 nha. Cho nào lấy chút dính dơ 100.000. Dính dơ 100.000 mấy chị gái nha. Đó, dính dơ 100.000. Chị đi ngồi đấy lên khác chị lựa nha. Cái này đó giống ra đây. Cái này dính nhau rồi. Ôi vậy là cái này 42 phải không nha. Coi phải 42 này không. Nó có cái chữ hiệu bên hông này nè. Ừ. Chữ hiệu không? Giống. Khác rồi. À. Cảm ơn chị Nguyễn Phương Nguyễn Bích nè. Rồi chị Tiên Hậu chọn khác nè em nha. Rồi mọi người ơi, 65 mới lại mấy chị bạn đẹp nè. Ok, dân trăm cho bạn luôn nè. Về à, 125.000 mấy bi ơi. 125.000. Rồi 65, 67 lại vừa. Nhiêu thêm 45. Rồi 45 mọi người nghe 45. 65, 67 lại vừa 45. Mắt rồi quẹt. Mắt rồi quẹt phải gì ngoại. Bốn mươi lăm chị Phương Chi. Rồi đó chị ơi, 46. 46 giùm em nha. 65, 67 lề vừa mấy chị gái nghe. 46 giùm em. 125 nè mấy chị gái ơi. 46. Rồi 65, 67 đẹp người nghe. 47. 47 mấy chị gái nghe. 47 giùm em. Rồi giống màu giống phát màu ra ngoài cái đậm cái giọt đó. Rồi 48 là màu nu mọi người nha. Nó làm cái giống nhau rồi hả? Cái đậm cái giọt cái mà. 45 hết. 45 là chị ơi, còn 46. 46, 47, 48 màu nu nè. 48 màu nâu nha mọi người nghe. 125 nha. 48 giùm em. Rồi chị gái thì tốt nha mọi người nghe. Những là lửng gì nè ta. Rồi 46 chị An Đông. Ok, chồng như bỏ cái 4 của chị ra ra thi rồi. Rồi 45 em hết mọi người em. Còn 47, 48 đó chị ơi. 47, 48. 48 mọi người nha. Lấy 48, chút 48 giùm em nè. 47 chị Tiên Hồ. 47 chị Tiên Hồ. Rồi mấy chị ơi, 49. 65 xong phải là vừa người 49 đó chị. Đẹp quá. Bạn cháu lên nhìn nó thoải mái luôn rồi nha. Rồi 49 giùm em. 125.000 áo mọi người nha. 49. Rồi mọi người nha, tay mấy chị đẹp nè. Đúng rồi, giờ nãy xài 65kg nè bạn Hiền ơi. Rồi mấy chị nè, cái này nè, cái mở 4 của chị kia bỏ ra nè, mấy chị nghe đi, siêu đẹp luôn. 48 chứ chị Hồng Gắm. Ốc Bắc Nam hả? Ốc Bắc Nam không có, sang Lâm ơi. Rồi 46, hết 46 rồi. Rồi mấy chị, cái mở 4 nè, mở 4 này size
60 ký đủ loại mọi người nha. Ok, cảm ơn chị Tiên Hồng. Đây nè chị nè, đây em bạn cái form nè, có quyền chân có mã 41 nè. Đây chị, đây cái form này 60 ký đủ loại mấy chị gái nha, nhưng mà chị nào thích bạn ôm nha, thích bạn ôm 61, 62 cái chị dẫn trang vô rồi. Cái mã 4 nè, mã 4 của chị gái gì nãy bỏ ra nè, thấy không? Đó đây chị, em 53 ký rồi mọi người nghe này, mấy chị giảm nha. Đó đây, đó coi giảm thoải mái nè, không ôm em ba, mấy chị không ôm em ba, mọi người không ôm nha mấy chị nghe. Đó siêu đẹp giùm em, cưng chưa mọi người nghe, giảm thoải mái rồi, đưa đủ đưa xe nhỏ lại chị coi nghe. Mệt mà. Ừ rồi mấy chị, đó chị nào mà xe nhỏ đây đó, 45 đủ lên mọi người nghe, 60 đổ lại mấy chị bạn đẹp này, mấy chị nghe chứ mã đỏ nè, đỏ mọi người nghe, dây kéo rờ, mấy chị không thích dây kéo rờ, không thích nón thì gọi nón cho em ha. Đỏ em là mặc cái mã 4 nha, 125 ngàn. Chị Nhỏ Quyên ơi, cái đơn kia bà nhận chưa chị? Sao chị nói với em nhận mà sao em kiểm tra đơn nó không nhận chị? Hồi có anh Dân kiểm tra đơn á, là thấy chưa nhận nha chị gái ơi, nó để là giao hàng không được nha mọi người ơi. Bây giờ không phải như xưa mọi người nghe, bây giờ mấy chị á, mua hàng mấy chị nhận ngày nào giờ nào là tụi em biết hết nghe. À, mã 4 nè, mã 4 này 65 ký hả, hết ôm hơi ôm, mã 4 này 65 ký thì bạn hơi ôm nha, 60 ký hoành lại là ok, 45 đủ lên, quất mấy chị nghe giảm đẹp ghê. Mã 4 rồi mọi người, 45 đủ lên 60 là đẹp mọi người nghe, mã 37, 45 đủ lên 60 là đẹp, mã 37 nha, lấy 37 cho 37 giùm em, 37 rồi. Ủa, trời về shipper nó ôm tiện đi đi nhậu gì trời. Rồi mấy chị ơi, 65 đấu lại mấy chị bằng dừa nè. Ê cái này là trời giống cái mã giống mã 46 nè, giống mã 46 nè chị ơi, gì nè chị Thơ Lê có lấy không chị Thơ Lê, thì giống mã 46 nè, 65 xong bẻ lề dừa nè chị, giống mã 46 mà mã 31 nha, mã 31 nè nghe mấy chị ơi, lấy cho em nè, 65 nó lại vừa 31 giùm em nha, lấy 31 chứ 31 rồi chị, 31, 65 nó lại vừa 31 giùm em. Hợp ok, chị Trần Thị Ngọc Thanh lấy cái mã 31 với mã 46 á. Rồi mấy chị gột nha, 45 đổ lên, 60 lại vừa mã 34 giùm em. Ok chị Thanh nha. Rồi 45 đổ lên mấy chị nha, 60 lại vừa, cầm em 34 nè, chị nào nói kim lên xe nhỏ nè. Đó, hãy lấy 34, cái 34 giùm em, 34 mấy chị ơi. Đó, có 125 nghìn. 31, 46 là một cái đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Rồi, 45 đủ lên mọi người nha, 62 đó lại mấy chị bạn đẹp. Mã 2 ok, mã 4 là chị Kiều Linh, 4 31 4 ok, 4 năm mặt, 4 năm mặt cho chị Kiều Linh. Chị Thơ Lê hết rồi, chị kia lấy rồi em coi con nào có cái bự hơn em báo nha. Rồi mọi người nghe cái này đẹp quá nè, mã 34 mấy chị nghe, 34 màu xanh siêu đẹp mọi người nghe, 34. Ồ cái hồng này cũng đẹp đây nè. Rồi cái hồng này cũng sầm 62 đó lại mọi người nha, 62 đó lại vừa mã 2, 62 đó lại vừa mã 2 mọi người nha, mã 2 giùm em. Còn xanh, xanh gì chị? Đó, xanh gì chị yêu ơi. Rồi 45, 60 ký bạn đẹp mọi người nha, cái mã 32, 32 mọi người nghe, màu xanh này quá trời đẹp luôn. Ồ, sao mấy cái này đẹp quá đi nha, coi mấy hồn nghe đẹp không. Rồi chị lấy bên 32, 45, 60 nó đẹp mọi người nghe, cái mã 32 giùm em, 32 xanh lá hả chị ơi, nó có dạng xanh bơ gì được không? Đây nè, nói với lại xanh này được không? Rồi xanh này nghe, 45, 60 ký bằng đẹp mọi người ơi, 45, 60 ký bằng đẹp xanh, xanh giùm em. Bạn cái mã 2 coi hả? Không, để em coi cái mã 2. Đây, mã 2 đây, chị coi.
Ok, mã 2 chị Lê thì tiệt chứ mà. Có bán thịt bụng không? Dạ không. Dạ không, chị Gia Quy ơi. Quá thì đẹp mọi người nghe, rồi cái màu ruốc này siêu đẹp luôn. 45 mẫu lên, 60 lại mấy chị bạn đẹp nghe, ruốc giùm em mấy chị ơi. Rồi ruốc rồi mình ruốc. Không rồi. Không rồi chị Lê. 34 cho chị Trang nè. Ok, 34 cho bé Trang nè. Trang nè có 34. Áo khoác 125 ngàn nghe chị Út Dương ơi, siêu đẹp không chị ơi. Rồi lấy ruốc rồi mình ruốc. 45 đủ lên nha, 6 mỗi lại vừa mấy chị gái nghe ruốc thì em à. 125 ngàn mã ruốc. Rồi mấy chị ơi, màu này cũng đẹp lên. 45 đủ lên nha, 6 mỗi lại đẹp giùm em à. Rồi chị lấy cái này rồi bên mã 7 giùm em nha. Mã 7 mấy chị ơi, chỉ giùm em. Mã số 7 nha. Rồi 65 kg. Sao 5 kg vậy, còn cái này không bằng đây. Rồi mọi người nha, 65 nó lại vừa nè. Mã 9 giùm em. Rồi 65 cái là vừa mã 9 nha. Rồi lấy 9 cái 9 mùa ra. Mã 9 giùm em. 125 ngàn áo mùa nha. 65 cái không phải là đẹp mùa nha. Mã 9 giùm em. À lấy 9 cái 9. À có địa chỉ rồi, khỏi gửi luôn, khỏi gọi. Cảm ơn chị Nguyễn Kiều Linh. Rồi mọi người ơi, 65, 67 là vừa nè mọi người nha. Rồi tới mã 50. 65, 67 đẹp mọi người nha, mã 50 nè. Có tháo nón rồi nha, mã 50. Rồi mấy chị gái nha, 65, 67 là vừa. Rồi tới mã 29. 65, 67 đẹp mọi người nha, 29 giùm em. Mã 9. Ok, mã 9 thì chị Út Dương. 125 ngàn áo mọi người nha. Rồi chị nào lấy cái này comment giùm em. Mã 29. 65 67 là đẹp mọi người nha, 29. Rồi 65 cái này vừa. Cái mã 51. Dạ đúng rồi, cái mã 31 nữa là chị lấy xe bự đó nghe chị Ngọc Thanh ơi. Rồi tôi đang mặc chị Phạm Hồng, chị Phạm Hồng cũ không vừa, cái này chị bạn vừa đó, chị Phạm Hồng ơi, cái size này chị Hồng vừa đó, hình như em có lửng nó nè, mà nãy em không biết em có lửng nó nè, vậy nè có lửng đúng không ta. Ừ. Rồi 65 không phải là vừa, mã 51. 51 giùm em. 51 65 cái màu hồng không, đưa mấy màu hồng đi coi. Mã 50. Mã 50 có bị mã này hả? Mã 50 nó gọi là màu gũ á chị. Mã 9, hết 9 rồi. Lấy mã 51 đi. Ê, lấy mã 29 đi, 29 giống như tựa mã 9 á. Chị Thi Nguyễn, mã 29 là tựa mã 9. Rồi 65 nó là vừa nè chị, mã 24 nè. Mã 24 cái áo nó có quyền mọi người nghe đẹp không? Đẹp mọi người ha. Rồi 65 nó là vừa mã 24. Ai lấy 24 comment 24 mọi người nghe 24 giùm em. Quá đẹp mọi người nghe, 24. Cái bên kia là gì? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi nghe chị Út Dương ơi, màu vàng bơ chính xác 100% luôn. Chính xác luôn chị gái nha. Rồi 65 nó lại mấy chị bằng đẹp nè mấy chị ơi, chứ màu bò. 65 nó lại đẹp mọi người nghe, bò giùm em, chị thấy bò chút bò. Má bò bò. Rồi 65 nó lại đẹp mọi người nha. Chứ mã 5. Mã 5 giùm em nha, chị nào lấy 5 chút 5 á chị ơi, mã 5. Mã 5 siêu đẹp giùm em nha. Rồi 65 nó lại đẹp mọi người nha. Comment em xanh. Xanh mấy chị ơi, 65 cái lại vừa nè. Đó, 65 xanh cái lại đẹp mọi người nghe, xanh, ai lấy xanh chút xanh. Rồi mọi người em hết màu phát mọi người nha. Em lên đồ bộ tím mấy chị ơi. Rồi mấy chị, trời ơi, đây thấy em mặc có lửng nè. Trời ơi, dưới thằng áo rồi. Về lửng với lỡ ở dưới đùi không mà không nhớ nữa mấy chị nha, thiệt. Không nhớ con mấy cục gà đó. Rồi
mọi người thấy em không mấy chị, mọi người cho em nút chia sẻ cho mấy cục vàng thôi. Chị Thi Nguyễn lấy cái mã 29 nè chị, mã 29 là tựa tựa cái màu đó đó chị. Đó, em về chung với nó luôn nè, lửng với đùi luôn mà em không không nhớ nữa mấy chị nha. Với là ngáo gì ta. Phải rồi, nó đưa nó chào có nói là ở đây có đùi với lửng mà nó không có đưa hình lửng, bởi vì mình không nhớ. Ok, Thi Nguyễn lấy cái mã 29. Rồi mình gò nè, lửng mình gò nè. Rồi vậy là cái này lửng mình gò mọi người nghe, là nó đó mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe. Đó, rồi này 105.000 nha chị ơi. 105.000 nè. Đó form này là 65 nó lại được mấy chị. 65 cái mấy chị cao mà em nha. Ok, hồng 105.000 nha chị ơi. Tầm ý, còn tầm ý phối xe lại không á? Mới về luôn này sao luôn nghe mà chị. Mới về sau lưng em luôn. Rồi mấy cục vàng nghe 105.000. Giống như cho em nặng mặt mọi người nghe mà form 65kg đó chị ơi. Dạ thành phố Hồ Chí Minh hả chị, thành phố Hồ Chí Minh bữa nay cũng mau lắm, chỉ cần mấy chị nghe máy đi nha. Trong vòng ví dụ như bữa nay em gửi hàng, ngày mơ quần mốt chị nhận nha. Nếu trong vòng 3-5 ngày mọi người không nhận thì mấy chị điện thoại, đó số điện thoại của nhà em, bên em sẽ hối đơn cho mọi người ha. Rồi mấy chị ơi, 50 đổ lên nha, 65 lại vừa nha. Nhớ em 65kg là mình phải cao nha mọi người nghe. Ví dụ như giúp mình mấy chị tròn mà mấy chị hơi thấp người á là 65kg không vừa nha mọi người nha. Đó mấy chị coi em á, đây lụa manh gồ cao cấp mọi người nha. Đó cánh giờ thấy em mặc mọi người nghe 105.000, 105.000 em mặc còn đùi là 95 mọi người nha. Rồi 105 cái gì lấy chốt mọi người nghe, mã 2, mã 2 mọi em. Cảm ơn Quỳnh Trăng nha. Rồi chờ lấy chốt mã 3 mọi người nha. Trời ơi nãy chờ hỏi đùi ta, giờ chắc mới đi rồi. Đó em quên đăng hình đùi nha. Đó, lửng nè. Rồi lửng lụa manh gồ luôn mọi người nghe, 105.000. Ai lấy rồi manh 3 mới chơi mã 3 giùm em nè. 50 đổ lên nha, 65 lại vừa mọi người nghe mấy chị. Nó cái bông áo này nó gì mọi người nha. Nó chỉ là dơ nhẹ thôi chứ không có dơ mặn nha. Rồi ai lấy rồi manh mã 3 giùm em. Mã số 3 105.000 cùng lửng đó mấy chị nha. 2, 3, 1. Rồi chiều lấy manh 4 mọi người nha, 4 giùm em. Đó 50, 65 cái bà mẹ mọi người nghe, chứ mã 4 với chị gái nha. 4 dùm em nè. Quá trời đẹp mọi người nha, chờ lấy 4 chút 4 dùm em, mã số 4. Rồi 5 mấy chị ơi, ồ cái này quá đẹp luôn. Mã 5 mọi người nha, nó lụa manh gồ quần lõi mấy chị ơi. 105.000. Lụa manh gồ hàng cao cấp mọi người nha, 105.000. Em bao mấy chị nghe hàng này hàng chuẩn luôn. Chuẩn manh gồ mấy chị ơi, quá đẹp rồi. Rồi 4 không đây. Chị nào lấy 4 chút 4 giùm em. 2, 3, 4, 5. Cái này 5 mấy chị ơi, bộ này 5 nha. Bộ sữa này mã 5 mọi người nha, 5 giùm em. Chị nào lấy 5 chút 5 giùm em mấy chị gái ơi. Mỗi người cho em một cái tấm cho mấy chị yêu. Rồi mấy chị gái nghe mã 6 giùm em nè. 5 cho chị Trần Thị Ngọc Quyên nè. Rồi 105.000 mọi người nha. Rồi lấy 6 chút 6 tụ mấy chị ơi, có phòng đẹp quá. Rồi 5 thôi cho 5. 5 có trùng không cái đã. Đây có luôn. 5 cho chị Phương Chi 5. Khoan dừng lại là 2 giây. Hình như là nó có đùi với lửng không mà chị ơi, bữa nay không có dài. Em coi coi rồi. Rồi cảm ơn chị Nguyên Lê nha. Rồi mã mã 6 với chị Ngọc nghe, 6 giùm em. Mong chăm vừa không, dư vừa. Dư vừa nghe chị Phương Quyên nghe, hello chị Kim Huộn. Mấy cục vàng ơi, cái này giảm tương tác nhiều quá à. Mấy chị nhớ bấm cái trang giùm em rồi nghe. Thích cái live stream của em cũng được, nói chị nghe chia sẻ không được bấm thích cái live stream giùm em nha. Rồi chị lấy comment 7 mọi người nha. 50, 65 cái bằng đẹp 7. Chị Phương Nguyên bài bạn dư vừa luôn á. Cái mông này chăm là dư vừa nghe chị nghe. Trời ơi mấy chị, thêm lụa manh gồ nó có độ co giãn nhẹ bên cái phần giải của nó đó nghe. Đó mấy chị nghe. Rồi ai lấy một này cho em mã à. Rồi 7 mọi người nghe, lấy 7 chút 7 em, mã số 7. 105.000. Rồi chứ lấy comment 8 giùm em nè. Trời ơi mấy chị, vải đẹp quá. Rồi chị lấy 8 chút 8 giùm em, mã 8. Áo khoác mới lên rồi. Chị lầu kiểu áo khoác mới lên rồi.
mà 10. 10 mọi người nha, lấy 10 của bên 10 em nè. Đây là 9 mọi người ơi, 9 9. Ờ 50 65 chứ còn đẹp 10 ngay 9 giùm em. Giờ lấy 9 trong 9 giùm em nè, 9. Quá sắc sắc đẹp mãi 9 mọi người nha. Con máu với tao ở đây có ngày mà con máu với tao không. Ok, mở 9 cho chị Phạm Hồng 9. Rồi, 11. Trời ơi, mấy chị ơi đẹp nè. 10 à. Rồi, 10 mọi người nha, lấy 10 lên 10 nha nè. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Ủa, cái bông này nó sang rồi, cái giả mang luôn Phi ơi. Rồi, ok, trang hàng 2 cây hết mũi. Lấy cây hết mũi cho chị coi bây. Rồi, 10 mấy chị ơi, bộ 10 này quá đẹp nè. Vải em bao mọi người luôn nha, mấy chị nghe đừng kêu mũi chỉ mai mọi người nha, đẹp không? Rồi lấy 10 comment 10 em nè. Rồi mấy chị nghe cái hết mũi mấy chị. Em thấy cái hết mũi này tượng lại mọi người, ok. Nói chung là thời điểm dịch loạn lạc như thế này mọi người nghe mấy chị thích nên hết mũi. Thiệt. Đó, mấy chị nghe cây 25.000. Rồi, tí rồi lấy chó mọi người nha. Quá đẹp luôn, mã 12 nè. Dễ đẹp quá. 12 giùm em mọi người nha. Lụa mango cao cấp giùm em nha. 50 65 chứ không nè, 12. Chờ lấy 12 chứ 12 giùm em. Lấy 12. Chị Lầu kiểu mà mua size nhiêu ký? Chị mua size nhiêu ký chị? Rồi 13 giùm em mấy chị gái nha. Ôi ôi mấy chị ơi màu sáng ghê luôn. Rồi 13, chứ là lấy 13 chứ 13 giùm em, mã 13. 105.013. Rất là đẹp ha. Rồi 14 giùm em mấy chị gái nha. Mã 14. Đó, 45 đủ lên, lộn 50 đủ lên rồi nha, 45 rộng nha. 65 lại vừa mấy chị ơi. Rồi 14 mấy chị, 14. Rồi 15 mấy chị gái ơi. 15 giùm em nè. Chờ lấy 15 chứ 15 mọi người nha. Mã 15 giùm em. Đó, 105.000 mã 15. Đó, quá đẹp người nghe 15. 13 cho chị Trần Thị Ngọc Nguyên. Rồi 16 mấy chị ơi. Dễ luôn quá luôn. Rồi chị gái lấy là mình 16 giùm em nè. 16 mấy chị gái nha. Lụa mango cao cấp thành đẹp luôn mấy chị 16. Sáu mươi lăm ký nó gờ, 65 ký nó gờ, còn mấy cái miếng lên đấy coi coi. Này nó đèn nhưng mà chị hả? Rồi chị nào lấy cái mình 17. 65 cái nó gờ em hết luôn rồi chị ơi. Rồi mọi người ơi, 65 đó là vừa nha. 17 phải không? Rồi 17 giùm em mọi người nha, lấy 17 chứ 17 ha. 105.017. Ồ, cái lô này quá đẹp rồi. Rồi 18 rồi chị ơi. 18 giùm em nha. Đó, 105 này mới cục vàng nha, lấy 18 chứ 18 giùm em. Giải siêu cân người nha, 18. Rồi 19 rồi chị nha. 19 giùm em. Ôi ôi mấy chị nghe quá trời nhiều hình mấy chị lựa chọn luôn. Ôi ôi cái này quá đẹp luôn. Rồi chị nào lấy 19 rồi 19 rồi chứ tôi chết hết nha. Là xỉu thì rồi lấy chó người nghe 19 nè. Cái này trùng không không? Tao có một lần trùng không? Có hả? Rồi mấy chị ơi, vậy là 19 mẫu, 19 màu nghe mọi nghe 19 màu. Dạ còn nghe chị nghe 155.000. Rồi chị nào lấy comment mọi người nghe 19 giùm em. 19 màu nghe mọi người nghe lên mẫu khác. Đó, rồi em lên mẫu khác với cục vàng nha. Uống nước lên mẫu khác mà. Rồi mọi người nha. Em có quần đùi nam mọi người nghe. Quần đùi nam nha, mấy chị nghe ngày qua chị kia lầm tưởng. Mấy chị nhớ em là cái quần kaki em bán nó không phải gọi là quần đùi mấy cục vàng nha. Cái đó gọi là quần kaki lửng. Còn này là quần đùi nam. Ok, cảm ơn chị An Đông.
Rồi quần đùi nam mọi người nghe, một cái là 85.000, em có size từ 40kg nha cho tới 90kg bằng giường. Giá là 100 lộn, giá 85.000 người nha. 85.000 quần tà lỏng nam mọi người nha. Mọi người nhớ hỏi kỹ nha, quần đùi nam và quần cao chi lửng nó khác nhau hoàn toàn người nha. Rồi lấy chó mọi người nha, quần 85.000 quần nam giùm em. Chị gái được chó bên mã quần nam 85.000. Quá trời đẹp luôn mấy chị gái ơi, siêu đẹp giùm em nè. Rồi mấy chị gái nha, đẹp quá luôn. Rồi áo khoác người ha, áo khoác này size lên là 45-55 cái bằng đẹp người nha. Rồi ai lấy chốt cái lát này comment mấy chị gái nha. Sọc comment chữ sọc giùm em 95.000, 45 đủ lên, 55-56 đẹp người nha. Sọc 95.000 nữa sọc giùm em. Giờ lấy sọc comment sọc. Cảm ơn chị An Đông nha. Rồi cái bộ đồ này trời ơi, ba người người ta hỏi quá trời luôn chứ không nghe máy gì vậy. Rồi 45 đủ lên nha, 60 đủ đẹp mọi người nha. Giá của nó là 65.000. À lấy mình gấu đỏ thì em 65.000. Tầm ý phối thôi chị này, chị nó có gì không? Đây để em lên cho. Đây đây, lộn không chị, măng gồ. Thôi có nó gì kìa. Ok, sọc 95 là chị Nguyễn Kiều Linh sọc. Ok, chị Kiều Linh có sọc. Đây, chị Ngọc Quyên mua tay nha, tay sắc lắm thì chị Quyên. Đây chị, đó. Rồi, gấu đỏ 65.000 chị Chi Chi Lê. Rồi, bộ này mọi người nghe không? 62 đối lại mấy chị bằng dừa. 55-62 cái bằng giường ngồi ngang 115.000. Lộ manh gồ khói quần chín mắt giùm em nè. Rồi chị vàng hết chó mã 1. Mã 1 nghe mọi người nghe, quần chín mắt 55-62 cái bằng đẹp mã 1, 115.000 mã 1. Lộ manh gồ mấy chị gái nha. Rồi mọi người ơi, 55-62 cái bằng đẹp mã 2. 55 đủ lên, 62-63 là giường mã 2 nha. Dạ vậy chị Ngọc Quyên ơi, hiện tại là bên nhà em là không có cái mẫu nào 70kg hết trơn. Trong nhà em hiện tại là rất là nhiều đồ nha mọi người nha, mà size 70kg là không còn một bộ luôn. Bữa đó còn số 67 á, cô kia ở gần nhà mọi người nghe lên mua. Cô được mua tới mấy chục bộ rồi, mấy chị nghe mua vô mà kêu em lấy da cô mua mấy chục. Trời ơi mua đồ. Ô, sao đi sớm quá vậy? Á à, em hết trơn size đại, giờ có còn size 65 thì có nha. Rồi, ai lấy lên mã 2 nha, 55 đủ lên, 62-63 lại vừa người nghe mã 2, nghe 115.000 mã 2. Rồi, lập thể luôn mấy chị ơi, đẹp không? 50-60kg bằng đẹp người nghe mã 3. Đó, lụa manh gồ quần chín tắc mọi người nghe giá 115.000. Size này nè, 50-60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 3 dùm em, mã số 3. Chị nào lấy 3 chút 3 dùm em. Trời ơi, lập thể nữa nè. Rồi 60 đổ lên, 65-67 đẹp người nghe chứ mã 4 giùm em nè. Mã số 4 với cục vàng nha, 115.000. Đó, 60 đổ lên, 65-67 lại đẹp người nghe chứ mã 4. Lộ manh gồ quần chín tắc mọi người nha. Rồi, ai lấy 4 chút 4 mọi người nha. 4 nghe 115.000 mã 4. Ôi dễ thương rồi nha. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mã 5. Ok, ba chị Nga Linh. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mã 5 nha. 4 cho Trang nè. Rồi chờ đến 5 chắc 5 giùm em nè. Mã 5. Quá gì đẹp mọi người nha, cũng manh gồm. Rồi 60 đổ lên, 65-67 lại vừa mấy chị ơi. Rồi cái này mã 6 với chị. Mã 6 giùm em này, chờ cứ dở nghĩ nè. Mặt gió lên trên. Rồi cho gió là chị đi. Ừ. Rồi mấy chị ơi, 60 đổ lên, 65 không phải là đẹp nghe nè. Ai lấy bộ này cho mã 6 rồi nha. Ồ đẹp quá. Rồi lấy 6 chút 6 thì nghe mấy chị nha. Mã số 6.
rồi mọi người, 6 mô đổ lên, 65, 67 đẹp ngồi nghe, cái mã 7 giùm em nè. 6 mô đổ lên, 65, 67 đẹp ngồi nghe cho em nè. Bà đổi đâu mà thấy. Mới có 5, 6. Rồi 7 đó, rồi 7 đó. 5, 6, 7 nè. Nào 5 đâu. Này mới có 5, 6 rồi má ơi, bị lộn rồi. Này 3, 4 chỉ số rồi. Là 5, 6. Rồi, ai đấy chốt mọi người 7 giùm em nè. Vinh ngố hả? Vinh ngố chị mua size nhiêu ký? Ơ, mua size bao nhiêu? Mua size nhiêu nè. Ôi ôi, bộ này đẹp mấy chị ơi. 56 một cái bạc đẹp mọi người nha. Rồi, chị nào cái mời comment mã 8. Mã 8 mọi người nha, chất lượng anh gồ với chơi 115.000 bộ nha. 56 một cái bạc đẹp mã 8 mọi người nha. 8 giùm em, mọi người ngố xe 9 ngọn đây. Đá không đá, con không mua cái thì cũng như gian vậy đó. Chị mua đá hay không đá, chị gì nè? Rồi, 56 mươi cái bằng đẹp người nha. Rồi, cho em mã mồi. Gì? Chín. Chín hả? 56 mươi cái bằng đẹp người nha. Rồi, cho em mã 9 mọi người nghe, lấy 9 cho 9 giùm em. Mã số 9 đó chị nha, mã 9. Rồi 55 62 cái bằng đẹp mọi người nha. Hả? 55 62 cái bằng đẹp nè mấy chị ơi, mã mồi giùm em nha. 115.000 mấy chị ơi, lượng anh rồi đẹp lắm. Rồi, hết rồi anh chốt mã mọi người ơi. Trời ơi cái bông này đẹp quá ta. Bông này đẹp mà bông này lỗi luôn rồi. Lỗi luôn. Bạc nào cũng vậy. Rồi mọi người nha, 6 mua đổ lên nè. 65, 67 đẹp mọi người nha. Trời ơi, nguyên cái quần luôn á. Nói chung là ấy, mã 9 cho Minh Thiện mà. Trời ơi, nó nhìn sao trời. Đã cái chơi không luôn rồi đó thật. Thế nó vậy trời. Trời ơi, nó bạc nè, nó màu đậm màu vợt con này, nó vậy trời. Bà giờ sao vậy bà thấy? Trời ơi, bỏ qua bên đi, bỏ rồi mất thời gian quá thi, tao kêu bỏ thì bỏ đi. Trời ơi, đẹp mà nó hư mà bán gì má. Trời ơi, sao lại luôn thôi. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 lẹp rồi nghe 11, lính tuổi nó tuổi này. Rồi đại đập phải mọi người ơi, 6 mua đổ lên, 65, 67 là đẹp rồi nghe 12. Rồi, chị Nguyễn Kiều Linh ơi, áo phát á, sọc ở trong là nó tới 3. Có nghĩa là áo khoác nãy chị mua là áo khoác 6 túi được nha. Ở bên trong nó tới 2 túi lần chị. Ở ngoài 1 túi, bên trong 2 túi, vậy chi một bên 3 túi. Là áo khoác nó tới 6 túi lần nghe chị ngục nha. Chị hạn nhà nhận hàng về phải không? Chị muốn mua nữa, cũng hết hàng luôn rồi đó. Cái đó là khách em không nghe máy, em đem ra em xả luôn á nghe chị Kiều Linh, hoặc là giữ đơn vậy đó. Đó, chứ hết hàng luôn rồi chị nha. À, trong nhà em không còn cái nào hết trơn á chị. Rồi, 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa. Rồi lá mình 11 rồi nha. 11 giùm em nè. Quá đẹp luôn mấy chị ha. Trời ơi, quá đẹp mấy chị ơi. Rồi, 56 một cái bằng đẹp người nha. Chất mã 12, trời ơi, lộ manh gồ màu. Lộ manh gồ màu mọi người nha. Alex 12, chất 12 giùm em nè. 56 một cái bằng đẹp mã 12. Lộ manh gồ màu giùm em. Mọi người mới ngồi cho em nút chia sẻ con mọi người. Đó. Bữa nay em câu like tao ơ tới nổi vậy mà không lên nổi người luôn ta. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp người nha. Chứ mã 13. Nó lộn 12 phải không? 13 13 hả? Rồi ai lấy chốt 13 mọi người nha. 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp người nghe. Chứ 13 giùm em nè. Chị lấy 13 chứ 13. Mã 13 mấy chị gái nha. Lộ manh rồi siêu cưng. Rồi 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp người nha. Chứ mã 14. Cảm ơn, cảm ơn. Được rồi. Thôi để đây chút xíu rồi mẹ cắt nha. Biết rồi, biết rồi của ba. Nhưng mà con cầm tới con đôi mắt tiêu. Của ba xíu rồi mẹ về đưa ba. Của ba, của ba. Sao mà máy quên nữa nè. Rồi 14 người nha. 6 mua đổ lên, 65, 67 đẹp ngồi nghe 14 thì em. Chị nói 14 cho 14. Rồi 6 mua đổ lên người nha, 65, 67 đẹp người nha, chứ mã 15. 15 mọi người nghe, lỗ manh gồ chính mắt giùm em nè, chị nào lấy 15 chứ 15. Mã
15 giùm em. Rồi 60 đổ lên nha mọi người nha, 65 67 đẹp mọi người nha, chứ mở 16 giùm em nè. 16 mấy chị gái nha. Đó, lượng anh còn chính mắt quá đẹp luôn, 16. Chà nó 16 chứ 16. Ôi ôi. Lượng anh gòn màu mấy chị ơi, size 50 60 kg bằng đẹp người nha. Rồi chứ mở 17 nè. 50 60 kg bằng đẹp mấy chị nha, 17 giùm em. Chà lấy 17 chút 17 mấy chị ơi, mở 17. Rồi 45 55 cái bằng đẹp người nghe chứ mới 18. Dạ em đang like 115 ngàn bộ người chị Gia Quy ơi, 115 ngàn bộ chị. 45 55 cái bằng đẹp người nha. Rồi chị gái này chốt comment mã 10 à. 18 vậy 18 nha em. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái này mấy chị dễ bật lắm. Siêu đẹp luôn á. Cho em nhí về sáng ghê tầm ơi. Rồi 55 62 cái hồng đẹp mọi người nha, mã 19 giùm em nè. 55 62 cái hồng đẹp 19 mọi người nha, lấy 19 cho 19 giùm em. 19. Này nó giống cái đó gì nè. 17 chút cho chị Minh Thiện. Rồi, cái này giống. Cái này giống nè. Đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Quá đẹp luôn mấy chị nha, lụa đẹp ghê. Rồi. Dạ em chào chị em Tăng nè. Rồi bọn này mọi người nghe 50 60 cái bằng đẹp nó mấy chị nha, chứ mã 20. 20 giùm em mọi người nha. Lượng anh gồm xinh đẹp mấy chị gái nghe quần chín mắt giùm em nè. Rồi lấy 20 cộng bên 20 mọi người ha. 50 60 cái bằng đẹp mã 20. Bọn này quần dài. Bọn này quần dài nha mọi người nha. Chị nào lấy 20 chút 20 giùm em mã 20. 115 nghìn mọi người ơi, chất lượng anh gồm. Rồi mấy chị nha, 50 60 cái bằng đẹp mấy chị gái ha. Rồi chị gái lấy bộ này comment 21 giùm em nè. Một con cái hoa đẹp quá. Rồi chị lấy 21 chứ 21 giùm em mấy chị gái ơi, mã 21. Trời ơi con này còn đẹp lắm. Vậy quấn giùm đi cho chị đó. Rồi. Ôi ôi quá trời đẹp bộ này mấy chị ơi, cái này mấy chị coi cái cổ nè. Mình thấy không? Ôi ôi cân xỉu mọi người nha. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 22 mình bạn cái cổ tự đứng mọi người nha. Rồi chị lấy 22 chứ 22 giùm em. Trời ơi cái này đẹp quá vậy ta. Đó mấy chị bên lụa mình gọi em nấu chơi người ta. Quá trời cái này đẹp mọi người nghe. Rồi 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã 23 giùm em. Cái 22 phải không? Rồi 23 mấy chị gái nghe, 23. Cho nửa ly coi mẹ. 23 mấy chị gái ơi. Gì? Tôi uống này không hết bệnh mất bình thường đi. Bạn bác sĩ uống một mày mày tao uống một mày đó thường mày. Ôi ôi cái màu nô này đẹp quá mày chị ha. 50 60 kg bằng đẹp mọi người nha. Nhiêu thay? 24. Rồi 24 mọi người nha, chị lấy 24 chị 24 giùm em nè. 50 60 kg bằng đẹp mã 24 nha, chứ dù lấy 24 là 24 nha. 24. Rồi 50 60 kg bằng đẹp người nghe chứ mã 25. Nhiều lấy 25 cho bên 25 mọi người nha. 50 60 kg bằng đẹp mã 25. Uống vô lọ liền tại. Ồ mấy chị nghe kiểu dễ thương nghe nè. À, cân xỉu mọi người ha. Rồi 50 60 kg bằng đẹp người nghe 28. Mã 26 giùm em. Đó chị gái lấy 26 cho 26 mọi người nha. Rồi mấy cục vàng nghe mỗi người cho em nút chia sẻ nữa nha. À, đúng 3 giờ em sẽ tặng thêm một phần quà, đó là một bộ đồ mọi người nha. Bộ đồ mấy chị tự chọn nha. Rồi mấy chị cái mã 27 nè. 50 60 cái bằng đẹp mã 27 nha. Rồi chị gái lấy 27 cho 27 mọi người nha. 27 giùm em. Mã 27 giờ em sẽ lên cho mọi người. Đây mấy chị. Đây lụa lửng nè. Rồi mọi người nghe, em lên cho mấy chị cây lụa lửng này nè. Đây. Lửng này mấy chị nghe, lụa tơ. Đẹp lắm mấy chị.
rồi thấy mà mấy chị nó ngồi cho em nó trắng nữa mấy chị yêu. Ai à? Như nào? Châu. Sao à? Rồi mọi người ơi, đây mấy chị. Đó, lộ lửng nè. Lộ lửng nè mấy chị nghe, bạn là có độ co giãn mấy chị ơi. Để em thay mẫu này cho mấy chị coi ha. Đó, siêu đẹp luôn á chị ơi. Mẫu là siêu đẹp luôn nè. Trời ơi. Gió gì mà nó mát đi lên mà mấy đứa này nó nới đực vậy bay. Lạnh gì trời. Đây mấy chị nè. Lộ mà nó có độ co giãn rồi đó em. Em mới nhận áo khoác đẹp xuất sắc. Cảm ơn chị Trang Miner nha. Đây mấy chị nè, mấy chị thấy nó giãn không? Đã ghê mọi người nha. Rồi chị nào lấy bọn này chốt mọi người nha. Cái lon này thì không có sao bự mấy chị nha. Đó, đây mấy chị nghe giãn nha mọi người thấy không? Ồ mấy chị. Bạn giãn đã lắm mấy chị gái nha. Nó lựa của thằng này là gì nha. Rồi, phơm của này mấy chị ơi 60 cái đấu lại đâu nha. 45, 60 cái bạn nè mọi người nha. Lụa tơ co giãn đốn chiều với chị nó mà mình thấy nó bạn cái trang là thun dữ nha. Đó, lụa tơ co giãn đốn chiều. Rồi gọi mặt mọi người nghe là nó màu xanh nè. Rồi cục vàng nó chốt bỏ đang mặt comment màu với chị nha, 95.000. 95.000 mọi nghe, lụa tơ co giãn đốn chiều với chị gái ha. Rồi em có đang mặt màu xanh, màu hồng. Màu xanh đen. Màu đỏ. Là thọc cho mấy chị gái nghe xong. Đó, em có biển xanh đỏ đô nè, xanh đen nè, hồng. 45 mẫu lên nha, 6 mẫu lại mấy chị làm giùm em ha. Rồi 100 lộn 95.000 mấy chị gái nha. Đó, đây mấy chị. Đó, mọi người thấy không, coi giảm thoải mái mọi người nghe mấy chị coi nè. Đó, lộn mấy chị coi nè, bạn đã ghê mọi người nha. Rồi em có màu hồng, màu xanh. Đó, màu hồng á chị ha, hồng giùm em nè, xanh đen, xanh biển với là đỏ đô. 95.000 bộ mấy chị yêu nha. Đây mấy chị, ôi ôi mấy chị phải là siêu đẹp của mấy chị gái nha. Rồi chị gái nào chốt comment là giùm em mấy chị yêu ơi. 95.000 nha. Đó, em có màu xanh đen, màu xanh biển, màu hồng với màu đỏ đô giùm em nè. Rồi em có biển chữ với mấy chị gái nha, 95.000. Alo. Đây mấy chị. Đây nó cực kỳ đẹp đấy nha. Là cái manh biển chữ nha em nè. 50 đó, cái này là 45 mẫu lên mọi người, 6 mẫu lại dùa. Đó 95.000, chị nào lấy comment mã biển chữ giùm em. Biển chữ. Rồi xanh ngọc với chị. Đây chị nào xanh ngọc coi xanh ngọc giùm em. Mã xanh ngọc của chị gái nha. Với chị. Đó, lại cực kỳ đẹp mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào lấy xanh ngọc comment xanh ngọc giùm em mọi người nha. 45 mẫu lên nha, 6 mẫu lại vừa mấy chị gái nha, xanh ngọc nè. Rồi hoa đỏ, hoa xanh đen. Mấy chị em mỗi người cho em cái tấm cho mọi người. Mọi người muốn coi gì nói em coi mấy chị gái. Đó. Rồi lấy em hoa xanh đen rồi nha. Hoa xanh đen giùm em. Đó, cái này nó hết màu mấy chị gái ơi, nó hết màu rồi. Hoa xanh đen, hoa đỏ. Rồi mọi người nghe cái này là xanh biển 2 đi mấy chị. Đẹp ghê mấy chị nha. Đó 45 mẫu lên nha, 6 mẫu lại vừa. Xanh biển 2. À lấy chó mọi người nha, xanh biển 2. Cái quần hội chặt, cái quần hội chặt là cái quần gì chị? Cái quần hơi chặt hay làm sao chị? Cái quần hơi chặt hay là cái quần hội chặt chị gái? Rồi chị nào lấy đồ bỏ đang mặc chút màu mấy chị ơi. Con đẹp đẹp không mấy chị? Giá có 95.000. Lên ngố mà ok. Cái này. Ừ, bởi vậy giải đẹp cực kỳ luôn. Cái này hổng em có về bán một lô rồi mấy chị nghe, là 101. Rồi hoa đen, hoa xanh đen, hoa đỏ nè. Xanh ngọc mọi người ha, xanh ngọc giùm em. Đó. Ủa cây này đẹp thế ghê mọi người, sao mọi người không thích ta. Em thấy cây này đẹp á, nó còn rớt là em lụm luôn á. Ngố phải không? Em chỉ có một màu đen thôi chị ơi. Đó, chứ không có cái màu mà chị gửi hình qua nha.
À, có kem body nghe. À kem body thì ok. Quần, cái quần cái mua quần gì chị? Chị mua quần gì? Rồi đây mấy chị nghe, con tông ngố đẹp cực kỳ luôn. Đây mấy chị gái nha. Nó đẹp luôn. Rồi, ngố mọi người nghe, size của nó là từ 45 đổ lên mọi người nghe. 65 nó lại mấy chị bằng vừa, cái ngố này dạng áo phông rộng mọi người nghe, quần ôm. Đó, 115 nghìn một bộ mấy chị nha. Cô tông thái mấy chị gái nha. Rồi chị nào em mời chốt mọi người nha. Em có mã 1 á chị nghe, mã 1 giùm em nè. Mã 1 á chị nha. Mã 1 có màu xanh. Màu bò. Mã 1 màu xanh màu bò mấy chị gái nha. Đồ mẫu đẹp như đây. Rồi 115 ngàn mấy chị ơi, mẫu cô tông thái hàng xịn nha mấy chị gái nha. Hàng em bao mấy chị xịn luôn. Đó cái này là 140 mọi người nha. Đó mọi người thấy không đó chị, đó hàng rất là sale. Rồi 115 ngàn, chị nào lấy 1 cái mấy màu. Đấy chị nào thấy nó cắt mạc quá vậy nha. Đó mấy chị thấy không, hàng siêu đẹp luôn. Rồi mã 1 em có 2 màu nha. Size từ 45 nổ lên mọi người nha. 65 là vừa, nếu mà chị nào từ 60-65 á nha. Thích bạn có dáng quần ôm mọi người nghe, hỏi chốt nha. Tại cái này là dạng cái quần nó phơm ôm, áo thì phơm rộng đó chị nha. Rồi mã 1 có màu bò màu xanh. Màu bò màu xanh mọi người nha. Đó 115 ngàn bộ, mã 1 giùm em. Đây mấy chị nghe, rồi này mã 2 nè. Mấy chị ơi, ngón không đẹp. Rồi chị nào lấy 2, chút 2 giùm em nha, mấy chị nghe mã 2. 45 đủ lên, người nghe, 62, 63 đẹp mọi người nghe, chứ mã 2 giùm em nè. Mã 2 có màu nu nè, màu nu, màu đỏ. Mã 2 màu nu, màu đỏ nghe, chị nào lấy comment 2. Nu đỏ với lại xanh. Mã 2 màu nu, màu đỏ, màu xanh giùm em. Rồi chị nào lấy 2 rồi chút 2 mọi người nha. Đó mã 2 là cám là gì nè mấy chị. Mấy chị nghe siêu cưng luôn. Đây mọi người có người mẫu bằng nha. Trời quẩy cái bộ cái bị nó là cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi lấy 2 chút 2 mọi người nha. 2 màu nu, màu đỏ, màu xanh nha, lấy 2 cái bên 2. Đó, size nhỏ mà không vừa ha chị em, tăng nhiêu ký? 67 ký mấy 55 ha. Ờ cái form này là chị bạn hơn không? Chị các bạn cái ngón xe đại mới vừa. Đây thứ 6 rồi. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe mã 3 giùm em. Mã 3, 63 cái vừa nghe Tường Vi. Tường Vi 63 cái trong nhiêu? Trời ơi mã 3 dễ thương với trời. Mấy này là hình con zoom tò nó khoái nè. Mấy già xong mẻ chốt nó tiêu luôn nè. Rồi. Mã mấy à? Rồi mã 3 mọi người nha, 3 em có màu đỏ nè. Nó tính nói rồi. Ba màu đỏ mấy chị nha, ba màu vàng. Ba đỏ, ba vàng mấy chị gái nha. Rồi chị gái lấy ba cặp bên màu. Đó. 63 cái là chị bạn phơm đẹp luôn á, vừa đẹp luôn nha. Rồi chốt mọi người nha. Đó, mã 3. Mã 3 có 2 màu mấy chị gái nha, mã 3 màu đỏ, màu vàng nha. 115 ngàn bộ ngón mấy chị ơi, ngón siêu đẹp luôn á. Rồi mã 4 nha mấy chị gái nha. Chị gái lấy 4, chị 4 cho em nè. Siêu cân mọi người nha. Đó, tại vì Tường Vi á còn trẻ trẻ thì mình 63 cái bằng được nha. Ví dụ như chị nào mà 63, 64, 65 ký á mà kiểu như mình hơi lớn tuổi phải không? Thì cái vọt mình sẽ hơi tròn hơn thì nó sẽ hơi ôm mọi người nha. Rồi lấy mời cái mã số 4. Mã 4 mọi người nha. À lấy 4 chút 4. À, có áo khoác gì không em? Chị Phương Thu, chị Phương Thu có mua cái áo khoác sao chị ta? Hello chị Phạm Thị Huyền. Áo khoác size XL mà 119 ngàn của mình còn không đây? Dạ, ngố em mang like là 115 ngàn bộ nghe chị Phạm Thị Huyền. Rồi mấy chị trồ mà này dễ thương quá. Ủa, vậy đẹp cực kỳ mọi người nha. Rồi lấy màu này chết mấy chị nha. Mã 5. Ok, mã 3 đỏ với vàng cho chị Phạm Thị Huyền. Rồi chị yêu lấy chốt mọi người nghe, mã 5 giùm em à. 115 ngàn mà cô tông thái đẹp dữ lắm đi nha. Các chị nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái giùm em nha. Trời ơi mấy chị, thật sự luôn, rất là đẹp luôn. Rồi lấy comment giùm em mã số 5. 5 mấy chị gái nha. Quá đẹp luôn, thấy nó qua chị ta nha. Đẹp quá, cái ngón này là này thấy đẹp quá ghê luôn. Ok chị, 50kg là bao đẹp luôn. Cái đó là cái này.
không có gì đâu. Tôm khi nó chạy bán, nghe đẹp quá. Ừ. Rồi mình ngồi nghe dễ thương quá nè. Ồ ồ mấy chị. Năm mưa đổ lên, sáu năm đổ lại mấy chị bạn đẹp nha mấy chị. Ồ ồ quá đẹp rồi. Nghe đây. Rồi mã 6 mọi người nha, chị lấy 6 chiếc 6 giùm em nè. Mã số 6 mọi người nha, mã 6 giùm em. Năm Nguyễn Thị Tường Vi cho 6 lệ nha Tinh. Tường Vi nhớ cũng khách quen á, nhưng mà lâu quá em không mua hay là em đổi nét đi vậy á, mất tiền số rồi tới bây giờ. Rồi mấy chị gái nghe. Ôi ôi dễ thương quá. 50 65 chứ bằng đẹp người nghe mã 7. Đó nghe. Đồ giặt không nhận gì đâu mà cầm ghiền ha. Rồi mã 7 comment 7 giùm em nè. Mã số 7 mọi người nghe, 50 65 chứ bằng đẹp mã 7 giùm em. 115.000 hết chơi mã 7. Thôi ô cái này dễ thương nè. Ôi ôi tinh xỉu mọi người nghe mã 8 chị nghe thung. Đẹp dữ dằn luôn mấy chị ơi. Ừ. Cái ngố của con này là cây đẹp lắm nè. Ừ, cô thử cái này đẹp lắm. Rồi, mà mấy giờ? Dạ, cái đó là ghi lõi ra đi, là ghi lõi đi con. Lõi đi. Rồi, mấy mọi người chứ mã 8 không đây. Rồi, 8 giùm em mọi người nghe, mã số 8 nè. Mã 8 mọi người nha, 65 nó là đẹp, mọi người nghe 8 giùm em. Giờ lấy 8 chút 8 giùm em, mã số 8. Mạng nó bị gì ta? Chị Tường Quy có nghe mình nói không ta? Rồi chính với chị nghe. Mạng gì quá chậm rồi. Rồi lấy 9 giúp 9 mọi người nha. Còn nghe chị Phạm Hiền em lên cho. Mấy này 50kg bạn đẹp hết trơn nha chị Hiền ơi. Rồi lấy chốt mọi người nghe mấy chị. Mã 9 mới chơi 9 giùm em nè. Em mua mấy lần rồi, nhưng mà sao mà đợt này không có số không biết nữa. Rồi lấy 10 chút 10 em là 10 màu màu sữa, màu cam. Sữa cam hồng. Sữa cam hồng mọi người nha. Đó. 50kg là bạn bao đẹp luôn chị, cái nào chị bạn cũng được hết trơn á. Nó cái này là mình bạn giãn nó phơm rộng rộng á chị nè, như người mỏng mặn vậy nè. Mình thấy không? Đó. Rồi, chín không đi. Rồi 19 em có màu nu. Màu nu, màu hồng, màu cam. Vậy nào lấy chốt mọi người nha. Màu nu, màu hồng, màu cam, mãi 9 giùm em. 50 đổ lên, có lắm là vừa. Nu, hồng, với lại cam. Rồi mấy chị, mã 8 em có màu hồng đó nè. Trời ơi, nghe dễ thương không mấy chị nha. Mã 8 em có màu hồng luôn. Vậy nào lấy hồng, comment hồng, hồng 8. Mã 8 màu hồng người nha, lấy 8 hồng nha, 8 hồng nha. 8 hồng. Dễ thương hơn cái ngố này bạn chưa đẹp các chị ơi. Rồi 50, 65 cái bằng đẹp người nha. Rồi chứ em mã 10 không đây. 50, 65 cái bằng đẹp người nghe chứ 10 giùm em nè. Rồi chứ lấy 10 chút 10 người nha. Mã 10, 115.000 mã 10. Rồi ôi giải gì đẹp ghê luôn á. Rồi mấy chị ơi, 50, 65 cái bằng đẹp người nha. Ồ mấy chị 11. 11 giùm em, giảm 115.000 nghe chị Trần Nguyệt thôi. 11 cũng có màu hồng. Màu hồng với lại màu hồng đậm, màu hồng da. Đó, có tay dài nghe chị Trần Nguyệt mua nhiêu ký? Em đang bạn là lửng á. Em đang bạn là lửng, chị đẹp ơi luôn. Lụa tơ coi giảm 4 chiều nè, chị thấy Trần ơi đẹp ghê. 45 tới 60 đó lại bạn bao đẹp luôn, chị nghe nó coi giảm. Giá có 95.000 là chị, lụa tơ mà lụa tơ loại coi giãn 4 chiều nha chị gái nha. Đây bà coi cái áo nè. Đấy không, nó giãn đã chưa? Nó mới vậy à. Ôi ôi em bận lụa mà mấy chị tưởng tượng như là mình bận cái thun vậy đó. Đó. Rồi mã mấy đi. Nó có nhiều màu luôn nghe chị thấy chằng đây. Rồi lấy một màu này cái 10 mọi người nha, 10 hồng đậm. Chị Thanh Lê lấy màu nào chị Thanh Lê ơi? Chị Thanh Lê lấy mã 10 màu gì vậy chị? Màu hồng đậm hay màu hồng vợt mà chị lấy màu nào? Đó. Đứng lên coi, ok. Đây, đẹp lắm. Giả siêu đẹp luôn chị nghe. Đây. Đó, nó có độ coi giảm này, chị thấy giật nè, giật cho mọi người coi nha. Đó. Ồ, chị nghe, nó đã lắm á chị nghe. Nè. Cưng chưa? Đó, có 95 nghìn. Rồi.
hôm qua không? Còn nghe bé My ơi, còn. Rồi 10 lít màu nào chị Thanh, chị Thanh Ly giống. Ngủ tay dài để em tiếp lên cho. Trời ơi mấy chị ơi, ngó đẹp quá. Rồi lấy chốt 10 nha, 11 không thôi. 11 mọi người ơi, còn đẹp quá. 45 đủ lên rồi nha, 62, 63 lại vừa. Rồi lấy chốt em mỗi 11. 11 mọi người ơi. Đó 115.000 cô Tông Thái hàng xịn mọi người nha. 11 giùm em. Rồi mã 10 em có màu xanh nữa mấy chị. Mã 10 có màu xanh đó nè. Đây lấy 10 xanh, cho anh 10 xanh giùm em nè. Ồ này. Quá trời đẹp luôn rồi thấy rồi. Rồi 10 xanh mọi người nghe, chị lấy 10 xanh, chốt 10 xanh giùm em mã 10 xanh. 10 xanh mọi người nha. Nó tắt tắt luôn. Trời ơi, cái bộ vàng nó đẹp mà thấy ơi. Rồi ơi mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Rồi ok, cho xem mời hồng ngậm cho chị Thanh Lê. Ok, miếng trần. Rồi cái này nó lộn vô bộ đùi mấy chị gái nha. Ai lấy bộ đùi này sale mọi người 100.000. Bộ đùi lộn vô sale 100.000 mấy chị, đùi sát vàng này quá đẹp à. Ai lấy đùi vàng chứ đùi vàng 100.000. Lon vàng gặp là lụm cái bộ này liền. Nó làm á thì thôi nó lụm bộ này liền. Rồi vàng giùm em, vàng đùi 100.000. 11 cho chị Nguyễn Thị Tường Vi. Đây là chị mã 10 hồng đậm này, chị Thanh Lê đẹp lắm. Trời ơi chị. Cái này bạn lên nó sang mọi nghe. Mấy chị đặc biệt một điều nha. Cáo này mấy chị đem về bạn áo lẻ được luôn. Mình đem về mấy chị bạn áo lẻ cũng bình thường. Ví dụ như mình phối với quần jean mọi người nghe, phối với quần leg jean này kia cũng được mấy chị nha. Đẹp lắm. Đây chị mã 10 mà hồng đậm nè. Rồi đưa màu đủ màu cái bộ đó mặc cho chị Thúy Trần coi đi. 95.000 rồi chị, bà bạn cái bờ ghiền luôn. Vải nó đẹp kinh, nói chung là cái này em đã bán qua rồi mọi người nghe. Hồi trước thì em bán 101 bộ mọi người nha. Đợt này nó còn ít màu nên nó sale rẻ mọi người nghe. Nên giá có 95.000 mọi người nghe. Là mấy chị thấy mấy chị mua rẻ hơn mười mấy ngàn bộ nữa đó. Rồi đây chị nghe, em đang mặc là màu xanh biển nha. Rồi đây xanh biển 1. Xanh biển 1 giùm em. Đùi chăm cho Tường quay luôn, cái bộ đùi nó quá đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi xanh biển 1 giùm em nha. Đó mấy chị xanh biển 1 thấy em đang mặc nè, phải đã lắm. Rồi. Rồi xanh biển 2 mọi người nha. Rồi biển 2 mấy chị chứ mã biển 2 giùm em, biển 2. 45 đủ lên nha, 60 lại vừa mấy chị gái nghe biển 2 giùm em. Biển 2. Đùi vàng em hết đùi vàng rồi chị ơi, nó không bộ một hàng sale. Nên nó lộn xộn, nói chị thơ là giải đẹp một cái khủng khiếp luôn. Em còn cái lô đùi chị mà đùi nó mẫu khác được không? Rồi lấy comment hồng. Hồng nha. Bộ đang mặc bữa nay nó đùi nhưng mà nó khác. Hình như nó bữa nay mình có về đùi nó không ta? Ủa, nãy không có đùi hết đây. Chỉ có 40 bộ đùi bên đây à? Rồi mình cánh dơ không phải không? Ừ, đùi ta lỡ. Rồi bộ mặt thì là bữa nay cái này chưa có đùi à, đùi chắc lô sao á. Ok, hồng chị Thí Trần hồng 95.000, quá trời luôn. Rồi chứ nào lấy hồng, chúc hồng giùm em nha. Hồng. Hoa đỏ. Hoa đỏ mọi người nghe, chờ lấy hoa đỏ, comment hoa đỏ nè. Rồi biển 3. Biển 3 mấy chị gái nha. Rồi lấy biển 3, chúc biển 3 giùm em nè. Biển 3 mấy chị gái nha. Rồi, ai lấy biển 3 cho biển 3 giùm em nè. Đó, biển 3 xinh đẹp rồi nha. Biển 3. Rồi mấy chị ơi, comment em nè mấy chị. Hoa đen. 45 60 cái bằng đẹp hoa đen. Ok chị Hiền nãy chứ. Rồi. Ok Minh Thiện. Rồi lấy comment mấy chị gái nha, hoa đen giùm em. Hoa đen. Hoa đỏ nè. Rồi mấy chị ơi, sọc xanh đen. Rồi mấy chị gái nghe, mấy chị nào sọc xanh đen này dễ thương không? Đó. Rất màu lắm chị Thúy Trần ơi, nó mới xeo quá chị. Ít màu lắm nha, nên nó mới xeo. Đó, giãn đảo luôn mọi người, bạn em còn phơi nữa. Mặc dù em đã có hai bộ mặc dù em đã có hai bộ nghe mà em còn ghiền. Khăn trả lời gì? Vậy đó chị lấy hồng đậm á. Đây chị lấy hồng đậm.
xanh biển gì thấy chằn, xanh biển nó đang mặc con gì thấy chằn ha. Rồi xanh đen giùm em. Nói chị nghe nó có nhiều màu đó. Nó không có nhiều màu mà chị nghe, mà chắc vải nó ok. Em bút hai bộ rồi đó. Ok, bộ đang mặc cho chị thấy chằn. Rồi mấy chị gái nghe, lên nối tiếp. 45 đổ lên rồi nghe, có 2 6 3 là vừa. Mười mấy rồi đi. Đẹp quá mà chị nghe con này giãn. 13. Rồi chị lấy bên 13 nha. Nối mã 13 giùm em 115.000. Nối mã 13. Chị nào lấy 13 chốt 13 giùm em. Mã 13 mấy chị ơi. Đó. Quá đẹp mấy chị gái ha, 115.000 một. Rồi chị nào lấy bên 14 mấy chị gái nha. 45 đổ lên mọi người nha, 60 đó là đẹp người nha, chứ 14 gì nha. Đó chị gái lấy comment mã 14 đi chị. 14. Ừ. Rồi chị gái lấy 14 chứ 14 nè. Nhắn cho mã 10. Dạ, có mã nhiều. Vậy hả? Rồi mấy chị ơi, lấy comment mã 15 nè. 45 đổ lên người nha, sáng nay là giờ 15. Chị nào lấy 15, chúc 15 giùm em mấy chị gái nha. Mã 15 mấy chị ơi, 15. 115.000 mã 15. Rồi chị nào lấy chốt 10 nha. 65 nó lại mấy chị bằng đẹp 16 chị ơi. 50, 65 cái bằng đẹp 16 mấy chị nha. 16 giùm em. Chị nào lấy 16, chúc 16 nè. Màu xanh đây đẹp quá mấy chị. 16, 115.000 mã 16. Ôi ôi mọi người dễ thương chưa. Rồi 45 đổ lên nha, 62 63 là vừa. Rồi cái mã 17 mọi người nha, 17 giùm em nè. 17 mấy chị, 17 màu nâu dạng nâu nâu nè. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi 17 giùm em nha, 115.000 mã 17. Nó đi coi nha. Rồi 17 nó có màu nâu mấy chị nha, màu xanh coban nè. Màu nâu màu xanh coban giùm em ha. Rồi lấy 17 comment màu. 17 màu nâu màu xanh coban. Đó. 17 với chị Hà Trần. Đó. Cái này em đăng lên xe bự này chị Hà Trần nha. Để bữa mà mua xe bự xe nhỏ con nít. Rồi. 17. À, ok, 16 chị Phạm Thị Hiền này lỗi. Bên nãy có chồng không? Chồng. Cái chồng mà cái con chứ không có trồng cái nào. Đâu có con rồi gì đó. Ok, nâu đi chị. Cái con nó nghe chót luôn mà. Chị Phạm Thiền ơi, cái mã 16 nó bị lỗi rồi chị ơi, chọn màu khác nghe nha. 16 nó bị lỗi rồi chứ yêu ơi. Rồi 17 màu xanh coban nha. 16 nó bị lỗi rồi chị yêu ơi. 16 bị lỗi rồi, chị chốt màu khác giùm em nha chị ha. Rồi chị ơi, qua cái màu riêng này đẹp nè, 18 nè. Mã 18 nè chị gái nha, ai lấy 18 cho 18 giùm em. 45 đổ lên nha, 6 mũi lại vừa. Vậy cái này chị đọc mấy nè. Vậy đó, chị đọc 17 nhưng mà xanh cô ba. 17 xanh cô ba. Rồi 18 mọi người nha, ai lấy 18 cho 18. Cho xem màu hồng. Dạ nói luôn, hai con. Vậy hả? Chị Phạm Thị Hiền cho xem màu hồng ha. Đây 17 đâu còn nè. Rồi này 18. Cho chị xem màu hồng ha. Màu hồng của cái này vậy, màu hồng có cái mã này nè. Đây chị. Này chiếc lẻ này giống hôm qua. Nhiêu rồi thôi? Đọc 19. Ai có 16 đang mua điện, điện nhịn. Dạ. Lấy điện nhịn. Đâu rồi thôi, đâu thôi, cưng điện chú Thiện Mỹ đi. Cho chú Thiện Mỹ điện cho Như á. Nhân lấy vô tường nhịn vô lấy đồ. Rồi mười mấy thôi. Rồi 19 mọi người nghe, 19 nè. 19 em có màu hồng nè. 19 là màu vàng bơ nha. Rồi 19 là màu xanh đậu nè. Rồi 19 màu bò. Rồi chị gái lấy 19 rồi manh màu. 19 nghe mấy chị nghe, 115.000 hẹn hả? À, ông đẹp
Rồi ai lấy chốt mọi nghe 19 kìa mà em nè. Đó, chị thích màu hồng nào chị? Đây. 19 màu, vô Minh Thiện ơi. 19 màu hồng, màu bò. Coi cái hồng Adidas coi đi ơi. 19 màu gì ạ baby? Hồng Adidas hả? Rồi ok, vậy là chị coi cái hồng mà mã 10 nè. Đây chị cho coi hồng mã 10 phải không? Đây. Hồng mã 10 là em có hai hồng nha, hồng đậm và hồng vợt thì. Đây. Hồng đậm hồng vợt thì em. Rồi Minh Thiện ơi lấy 19 màu gì em Minh Thiện? Ok, 19 hồng cho Minh Thiện nè. Rồi mã 10 chị ơi, mã 10 em có hai màu. Mã 10 có hồng đậm, hồng vợt nha chị gái nha. Này hồng vợt nè chị. Đó, hồng vợt cho em ha. Rồi này hồng đậm. Dễ đẹp cho mọi người nghe, cái này mấy chị bảo lẻ được luôn á. Giờ bảo lẻ được không mọi người nha. Nói có 115.000. Rồi, cái này mã 10 kìa màu. Mã 10 mọi người nha, lấy 10 cho anh 10. Cảm ơn đại lợi nha. Cảm ơn nha baby. Rồi chị nào lấy chốt mọi nghe mã 20 nè. Ôi thương không. Ồ ôi con bò màu đen quá đẹp mọi người nghe mã 20 giùm em. Rồi chị lấy mã 20 với chị gái nha. 20 giùm em 115.000. Đó, 45 đủ lên mọi người nghe, 62 63 là vừa mấy chị nghe chứ mã 20. 20 giùm em. Mình lắm. Rồi chị nào lấy con mã 20 người nghe, 20 con bò màu đen nè. Đó 20 siêu cân người nghe, mã 20. Rồi lấy màu nào ơi chị yêu ơi. Mã 10 nghe, mã 10 có hai màu. Nhà cháu chơi thế này có điện chưa? Nó quả rồi, nãy giờ nó có như ba. Ok, hồng đậm đi chị bạn nghe. Cái gì? Rồi đứng lên vậy đó hả? Còn như ba qua ba ơi. Có ngày. Ok, chị Phạm Thị Hiền. Vụ gì đó? Vụ gì vậy? Bây giờ này con xem lại con cười cho mấy cô coi một cái đây. Con cười cho mấy cô coi 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 con có giống mẹ không? Nè, con cười cho mấy cô coi con có giống mẹ không? Ở đây sao cuộc có con chùm à? Ở đây sao cuộc có con chùm à? Sáng quên cuộc ba chùm. Nè, con xem lại con cười cái đi cho mấy cô coi coi. Đứng gì cho người ta bán hay à? Dạ đi cho mẹ bán nè. Con không có tiền mua chửi nha. Con cười cái này, con cười cái giống mẹ không? Thôi ba cười. Cười coi giống mẹ không? Có người nói con giống mẹ kìa, con cười coi giống mẹ. Trời ơi. Cười lên coi giống mẹ không? Ê. Này, đi chơi. Cảm ơn này. Rồi, chờ lấy giống mẹ 21 người nha. Em mới chị 21 bò cam nè. 45 đổ lên rồi nha, 62, 63 là vừa 21 chị em nè. 21 bò cam mọi người nghe, lấy 21 lên 21 chị nghe nè. 21 bò cam mấy chị ơi, chị nào lấy 21 cho 21 chị nghe. Cái này lỡ rồi là đúng luôn. Rồi mấy chị gắn nha. Đó, pyjama mấy chị ơi, đi ma đùi nha. Bộ này à, size có là 65kg nha. Ở cái này có size nhỏ mấy chị nha. Ừ. Cái này nhỏ xíu à. Chị có dùng dịch hay na, hàng công ty không? Dạ không. Không ơi, chị Hiền ơi. À, nó thật sự luôn mấy chị gái nghe, cái đó thì em không có phân biệt được hàng công ty hay không công ty nên em không dám bán nó thiệt. Cái này chia sẻ thiệt mọi người nghe thiệt. À, nói chung là cũng nhiều người chào em lắm nhưng mà em không có biết phân biệt nên em không có dám bán. Cảm ơn chị em Trần nha. À, em Tăng nè. À, em thật sự luôn em không dám bán mọi người nghe và em cũng chưa từng xài cái đó luôn. Em thì em có xài cái này mọi người nghe, đưa cái chơi đi với chị coi. Em xài cái này cũng tầm 3 năm rưỡi rồi mọi người nha. Đó mà em xài thì cảm thấy nó ok. Đó, rồi em xài hoài luôn á chị nghe mà giá thấy phải chăng. À, chị qua đồ số 10 giao được không? Đưa coi mã 15 à, ok. À, Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp ấp Thượng à, chị ở đâu mà kêu qua đồ số 10 chị? Chị Phạm Thiện ơi bên em giao bên chị Tiên nghe chị nghe. À, em đâu có chạy lên số 10 được chị, đây số 10 xa lắm. Đây số 10 10 cây lận chị nghe, em không có người đi á chị. À, còn nếu mà chị đi á thì cũng em cũng giao shipper chị qua rồi chị lấy đúng không? Đó. Coi là mã 15 cho chị Thơ Lê coi nè. 15 nó quá hả? Ừ. Rồi nè mấy chị nghe, em bán cái này là dung dịch vệ sinh của Thái nha. À, chai này thì 150ml mọi người nghe 85.000. Chai này thì 400ml giá 95.000 mọi người nghe. Và em bán mấy năm nay mọi người nghe, em thấy khách em là đa số là chị nào cũng mua hai chai. Đó, một chai gì mình xài đó. Đến mấy tháng rồi ha. Đó.
Cái chai này nó đi nhỏ người mà có vỏ nghe, tại hương thơm nó sẽ lưu lâu hơn cái chai màu này. Nó công dụng thì nó như nhau mọi người nghe, có điều cái chai này á thì em thấy cái lưu hương lâu hơn mọi người nghe. Và em xài chai này cũng tầm 3 năm rưỡi rồi đó. Thấy gì chứ mọi người nghe, nhỏ nhưng mà xài lâu lắm. Tại vì nó chỉ cần vỏ một giọt chút xíu thôi nghe mấy chị nghe là nó bọt rất là nhiều. Nên mọi người không cần phải xài nhiều. Nó chỉ mỗi lần chỉ có một giọt thôi. Rồi đây mã 15 này chị Nơ Lê. Mã 15 giùm em đây. Gì? Chị thì bây giờ em thấy chở ở ấp Thượng nè, xã Tân Quế nè, quận Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chị ở xã Tân, xã ấp Thượng, xã Tân Quế là ở bên Tân Quế lận, chị đâu phải đường số 10 ta? Đâu đi đường số 10 đâu. Tân Quế là đi về đi xuống, chị đi xuống Phú Tân mà. Đi đường số 10 là đi qua đâu? Bên đường số 10 là mà chị biết qua đâu không? Chị qua là Phú Thuận, Phú Bình, Phú An gì bánh đó hả? À, cho mày hai cái chè này mẹ. Ôi, nhìn thấy thèm mấy mà ăn chua không được. Chua đi ăn cái này không được. Lấy đi ra chứ nằm nhỏ này. Còn số 10 mà nội ơi, còn số 10 không biết chị ơi. Bên em biết rồi số 10 không vậy, còn số 10 không biết. Ừ. Rồi. Dạ nữa gì shipper nó điện cho chị nghe, nữa chị cho địa chỉ là shipper nó điện cho chị nghe chứ nói vậy thì em không biết nha chị ơi. Ừ. Còn số 10 em biết còn số 10 đâu nữa nè. Em ở An Giang mà em không biết còn số 10 đâu. Giờ em ở Chạy Giàm đó. Em ở Chạy Giàm đó bả đâu. Rồi nè mã 15 nè. Mã 15 rất là đẹp mọi người nghe, 115.000đ. Mã 15 giùm em. Rồi mấy chị ơi bi ma đùi nha. Size 60 65 cái mặt đẹp mọi người nha. Ai lấy cho em 70 lộn. Ở 79.000đ. Không đây. 79.000đ lụa to mọi người nha. 60 65 cái bằng đẹp mọi người nha. Đó comment mấy chị ơi xong giùm em 79.000đ. Đèn có một gió vô phòng. Trời ơi. Rồi mọi người ơi, 60 đổ lên, 65, 67 đẹp người nha. Rồi mọi người nghe cái mã hồng sen mọi người, hồng sen em 95.000. Lụa manh gồ quần dài nha. 60 đổ lên, 65, 67 đẹp người nghe, hồng sen em 95.000 mã hồng sen. Hồng sen 95.000. Rồi 60 đổ lên người nghe, 65, 67 đẹp người nghe, cái mã đỏ giùm em. Ok chị Thơ Lê chứ mã 15. 60 đổ lên 65 67 đẹp ngồi nghe chứ mã đỏ em nè. Đỏ em 95.000 mã đỏ nha. Mã đỏ 95.000. Rồi này cũng này mà bỏ nha. Cũng khuôn bỏ bò. Đây là Nguyễn Phượng. À, Nguyễn Phượng à, thả cái bò này ra phải không Huy? Nguyễn Phượng không để lại. Để lại phải không? Ừ, đang chưa biết chị không có gì thả nè. Dẹp cái này coi bay, dẹp cái chỗ này thôi, quá cứ tùm lum rồi. Anh em thả cái này cho gọn cái này. Rồi mọi người nghe mấy chị. Đây mấy chị có lon này siêu đẹp luôn nè. Chị có lon bà Hà nha chị Hà Phan. Để rồi. Rồi mọi người nghe ba lon này siêu đẹp. Trời ơi cái vải đẹp, cái da đẹp thấy bơi luôn mấy chị nha. Đây mọi người nghe nữa. Rồi cái ba lon này siêu cưng mọi người nghe. Ba lon này 155.000. Chị nào lấy trước ba lô đỏ mấy chị nha. Ba lô đỏ mọi người nghe. Đây mấy chị nè, khi mà mấy chị nè để đồ vô nó phòng ra nó to mọi người nha. Phòng ra cực kỳ to mọi người nha. Đó, siêu to giùm em luôn. Đó. Rồi Alex chốt ba lô đỏ mọi người nha. Ba lô đỏ giùm em mấy chị nghe, cực kỳ dễ thương luôn. Đây mọi người nghe. Có một cái kéo ở trên mọi người nghe, kéo bên hông nè. Ồ cái ba lô này cũng ngon quá bạn. Lô này thấy ngon nè. Ồ ba lô này thấy mình cũng vừa tầm tài mọi người, kéo xong luôn rồi mấy chị nghe. Rồi ba lô đỏ này 155.000. Chị nào lấy ba lô đỏ chứ ba lô đỏ giùm em ngồi nha. Đó, quá chị đẹp này chị ha. Ba lô đỏ 155.000 ba lô đỏ nè. Dẹp phút này con nè. Cái này đừng nói tay là mã 17 nha. Trời ơi mấy chị nghe cái mã 17 nè, bữa không đủ bán nè, chút đơn không nghe máy ha nha. Rồi mọi người nghe, đây mấy chị tàu nó đẹp gì đâu luôn, mới dạy tôi tính lấy mà tôi không thấy tôi đi đâu hết trơn. Rồi mọi người nghe cái này nè, mấy chị nghe nó có ba công dụng nha. Một là mấy chị làm ba lô được nè. Nó sách được mọi người nghe và quải được luôn. Mấy chị quải được luôn mọi người nha. Đây mấy chị nghe rất là đẹp luôn. Đây có dây nè. Đó. Rồi dây là dây ba lô có mọi người nghe và dây quải luôn mấy chị nha. Đó ai lấy chó em mấy chị nghe mã 17 giùm em 150.000. 150.000 mọi người nha. Đó chị gái nào chó comment liền em nè. Mã 17 150.000. Quá trời đẹp cái này luôn mấy chị gái nha. Đây nè. Đó mấy chị nghe. Cưng xỉu luôn mấy chị nghe. Ai lấy comment 17 giùm em. Ai điện mua đồ
Rồi mã 17150 mọi người nha, lấy 17 chút nữa giùm em mã 17. Còn dân ra cũng có hai cái malo à. Rồi chị gắn nha. Đấy à, à giờ mấy cái này đi thôi. Rồi bọn này mấy chị ơi, dữ luôn ha. 50 65 cái bạn đẹp người nha, cái nó xanh lạ. Đó. Đây mấy chị nha nè. Đó, quần áo mọi nha. Rồi lụa mango quần dài. 50 đổ lên nha. 65 tháng 7 lại vừa mấy chị gái nha. Rồi cái mã xanh lạ mấy chị ơi, 115.000 lụa mango xanh lạ giùm em. Rồi chị gái lấy chút xanh lạ mấy chị gái nha. Xanh lạ giùm em. Mô mà rồi mọi người ơi, 50 gì đâu Phật à, ngang ơi mày quẩy gì nha. Rồi 50 đổ lên rồi nha, 65 tháng 7 đẹp người nha. Liễn tay nó quay chị. Rồi comment beo mọi người nha, beo trắng giùm em. Beo trắng lụa mango mọi người ha. 50 đổ lên, 65 67 đẹp mọi người nha. Lụa mango beo trắng giùm em, 115.000 beo trắng. Chị nào lấy beo trắng chút beo trắng giùm em. Ok, xin lại chị Thanh Đức. 115.000 lụa mango nó chơi đẹp. Rồi bộ đồ mọi người nha. 45 đổ lên nha. 60 đổ lại mấy chị bằng đẹp giùm em. Rồi bọn này ai lấy chốt mọi người ha. 69.000 45 đổ lên mọi người nha, 60 lại vừa. Rồi cái em đã đùi 69.000 đùi. Rồi bộ lụa tầng mọi người nha, này là tầng mango. Rồi 65 nó lại mấy chị bằng đẹp nha mấy. Rồi chị nào lấy bộ này chứ má xanh tầng mọi người nha, xanh tầng 95.000. 50 đổ lên nha, 65 lại vừa, xanh tầng giùm em 95.000 xanh tầng. Xanh tầng 95.000. Rồi pyjama mọi người nha, 45 đổ lên, 60 lại vừa. Rồi bộ này ở đây chốt mọi người nha, đen giùm em nè. Pyjama đen này nhiêu quá rồi đó. 115.000 không ta. Rồi pyjama đen này 115.000 mấy chị nha. 45 đổ lên, 60 lại vừa. Rồi cái mã đen 115.000 đen. Đó. Rồi mấy chị ơi dập ly đùi nè. 45 đổ lên rồi nghe, 60 lại vừa. Rồi đùi dập ly giùm em 85.000 mấy chị gái nha. 45 đổ lên nghe, 60 lại mấy chị bạn đẹp em á, dập ly đùi. Quá đẹp mọi người ha, 85.000 dập ly đùi. Rồi mọi người ha, 50 60 cái bằng đẹp nè. Dập ly đẹp cực kỳ mọi người ha. Đó mọi người nghe, quần 2 tầng. Rồi cái mã hoa xanh. Giờ lấy hoa xanh, tiếp hoa xanh giùm em, 85.000 hoa xanh. Kiều Văn là học hoàng là sao? Rồi, bộ thun. Thun gì? Bộ thun này 55 62 cái bằng dừa. Quần dài 59.000 không đây? Đây. 59.000. Rồi bọn này mọi người ha. 50 60 cái bằng đẹp người nghe, chứ mã 11 á chị nghe, lụa mango. Cái cổ đẹp á chị nghe. Cổ đẹp mặn là dữ thương mọi người nha. Mã 11 của em 115.000. Rồi 50 60 cái bằng đẹp người nghe, chứ mã 11. Mã 11 giùm em 115.000 mã 11. Chờ lấy 11 chút 11 giùm em. Rồi lụa mango lửng cổ sen mọi ha. Size 45 60 cái bằng dừa mấy chị gái ơi. Rồi cái mã xanh 85.000. Chị nào lấy xanh comment xanh giùm em. 45 60 cái bằng đẹp mọi người nha, xanh 85.000 mã xanh. Rồi mọi người ha, size 60 65 cái bằng đẹp mọi người ha. Hạt xanh anh lộn hạt sữa mấy nha. Hạt sữa giùm em 79.000. Rồi 60 đổ lên người nha, 65 67 lại giờ với chị gái nha. Cái mã hạt sữa giùm em 79.000. Đùi hạt sữa 79. Rồi 60 đổ lên người nha, 65 67 đẹp người nha. Đó, cái em mấy chị nha, bọn này mã 7. Mã 7 lụa pyjama lụa mọi người nha, 105.000. Rồi giờ lấy 7 comment 7 mọi người nha, 60 đổ lên nè. 65 67 lại giờ. Mã 7 105.000 7 giùm em. Giang Phong. Rồi mấy chị nghe, nó tầng dữ không á. Đó, cái này có dây kéo mọi người nghe, 45 tới 55 cái bằng đẹp giùm em nè.
thổ cẩm mọi người nghe, quần ống nhỏ giùm em ha, lộn anh gồ giùm em luôn. Rồi cho mã thổ cẩm 95.000 mấy chị ha, 45 đủ lên, 55 là vừa. Thổ cẩm em 95.000 thổ cẩm. Ồ, cái này dễ thương quá nha. Rồi 56 mấy cái bằng đẹp người nghe, hồng giùm em 95.000 mã hồng. Quần chín tắt mọi người nghe, size 45 đổ lên, 60 là vừa người nghe, hồng sừng giùm em 95.000 mã hồng sừng. Chị nào lấy hồng sừng của anh hồng sừng giùm em. Ai? Rồi bọn này mọi người nghe quá dành quá trời. 60 đổ lên mọi người nghe, 65 67 là vừa, bi đen 59.000. 60 đổ lên, 65 67 là vừa mọi người nghe. Bi đen 59.000. Điện chốt đơn mọi người nghe, mua 8 bộ với chị. Vậy hả? Mua 8 bộ mà chốt 2 bộ, mà 2 bộ này là phải là tớ là phải bận thử li lẹ này kia, rồi không được là trả lại nữa chứ không phải là. Chứ không phải là đơn giản nha. Rồi mọi người ơi, 60 đổ lên, 65 67 là vừa nghe. Rồi to lửng mọi người nghe, to lửng thì xem 75.000. 60 đổ lên, 65 67 là vừa. To lửng giùm em 75.000 nha, chị nào đó to lửng chút to lửng. Rồi 60 đổ lên người nghe, 65 67 là đẹp người nghe, cho em mã 25. Chị nào lấy 25 mã 25 người nha. Lộ mang gồ quần với tắt người nha. Mã 25 115.000 mã 25. To lửng 75 cho chị Sang Lâm. Rồi người nghe 60 đổ lên nha, 65 67 là giường người nghe, chứ mã 32. Mã 32 mấy chị nha, lũ mango 115.000 mấy chị. Chị nào lấy bọn này chứ mã 32 ha. Đó, đẹp ghê mọi người nha, chứ mã 32. Toàn là mẫu đẹp không à. Rồi 65 67 là giường người nghe, chứ mã 74. Chị nào lấy 74 chứ 74 giùm em. 74 mọi người nha. Đó, quần chính tắc giùm em mấy chị ơi, 115.000 mã 74. Trời ơi, đẹp quá nè. Bao này quần dài mấy chị ha, xe đại giùm em. 65 67 là giường rồi nha. Rồi mã 70 mấy chị ơi, 140.000. Lụa manh gò mấy chị nghe, xe đại tướng, mà cái này là hàng nghiêm mấy chị ha. Rồi cho em mã 70 140.000 mấy chị gái nha. Mã 70 140.000. Rồi mã 75 luôn, 140.000 mấy chị gái nha. 65 67 là giờ mã 75. Rồi chị nào lấy 75 một comment 75 mấy chị nghe, 75 quần dài 140.000. Rồi 60 đổ lên, 65 67 là giờ rồi nha. Ồ mấy chị nghe đẹp ghê không. Rồi ai lấy chốt người nghe. À, hồng tần còn không chị? Hồng tần, hồng tần còn, hồng tần còn nha. Cái này em còn màu khác nữa nè chị Quỳnh Thanh. Hồng tần là này đúng không? À, ok, xà bông tắm trắng 45.000 chị Hà Phú. Dạ chị Thơ Lê có bộ ngố bò nghe, ổ mạng bị gì ta? Có thì chị Thơ Lê nha, bởi vì mạng vậy, bởi vì mình bán không được là gì. Ủa, ủa, có nó luôn. Nó coi đó mà em nghe mà nó quát là quát tương tác này. Gia vô hoài, tắt like, tắt lên, tắt lên. Mấy bà cũ kìa bà hai. Rồi trời ơi mua rồi mà biết không, chị Sang Lâm biết sao không, điện chốt đơn cô này cũng hơi lớn tuổi. Dạ vừa nghe chùa Hồng Thanh ơi, bà 60kg cao nhiêu. Rồi cô đó nói hồi đó giờ cô chưa có bận đồ trên mạng, rồi bạn không biết làm sao, chưa bận mà lỡ sao nổi rồi cũng không biết làm sao, rồi hỏi em chứ bạn có hợp không. Không cần 55kg bạn ok nha. Mời khách đi nghe ăn cám. Là lâu luôn. Vậy cái này là chị bạn được nè, cái này còn đủ màu. Không thành công. Chốt đơn là tầm tiếng hồ đó là sáng ngang là đồng có tiếng hồ. Dạ 60kg mình cao mấy 53 là không vừa. Cho coi lại bộ đen ok, cho bộ đen 104 cho chị ha, công đức coi lại nè. Dạ không? Chị Quỳnh Thanh là 60kg mấy 53 không vừa nghe cục vàng nha. Còn cái bộ này thì chị Thúy Trần bạn được nha. Trời ơi mọi người nghe, tụi em chốt đơn là cũng kỹ lắm mọi người nghe. Rồi cô nói gì vậy thôi, tụi em xin phép xả đơn ra chứ sao giờ. Người ta vô ngân hàng trên mạng á, người ta đặt thưởng bộ hai bộ thôi. Sao mặt cô hợp không? Không, không, cô ít lắm, cô có 8 bộ hả? Mà chốt
chốt con tiếng gửi cô lấy hai bộ thôi con. Không có. Hai bộ ai cho cái con. Cái thời gian đó thì bao coi. Trời ơi. Nhớ lại là hết tiền. Trời ơi. Hỏi cho con. Cô thì đang coi mà nó bị đá nhưng ra còn hay không được. Tức quá con ơi. Nắm bộ con ơi. À, pyjama hả? Pyjama, bộ đen pyjama. Là cái bộ bộ này hả chị? Bộ này hả chị không biết bộ đen này hả? Đây bộ đen nè, bộ đen này size 3 nè chị. Này nè. Hay là bộ nào? Bộ này là size 60, 65 chứ là vừa nè. Đó, bộ này là 105. Bộ này 105. Rồi. Bộ này chị Thúy Trần là vừa nghe, còn chị Quỳnh Thanh không vừa. Chị Quỳnh Thanh phải mua xe đại mới vừa nghe. Tại mình 60 kg cao mấy 50 mấy á, mình bận mấy cái tuần này nè. Mình bận từng xe đại mới ok nghe chị nghe. Chứ bận tuần này là chị sẽ bận bị ôm nha. Ừ. Rồi nè chị Hồng nè được không? Đây, nó Hồng này như ta 95.000. Hồng 95.000 nha. Nó lụa cũng hơi đỉnh luôn. Còn bi ma này đẹp cực kỳ luôn. Rồi mọi người nghe nó bóp tương tác quá mọi người nghe, em tắt lại em coi vô lên mới mọi người nha. Nó bóp tương tác quá. Ôi cái gì vậy? Cái mặt của này cô gì vậy? Nó xài khác không? Thì đúng gì chứ. Thì đúng chị nó tí không có gì. Ờ rộng lắm. Cái này nó bằng cái size chung với chị mua cái size đuổi á. Điện kêu Nguyên đây chú. Vậy bỏ thời gian lựa chi. Nguyên nó quá nó không trộm. Chị Mai Giang không? Chị Mai Giang, em coi chị Mai Giang nhiêu ký. Chị Mai Giang là chị Danh Khả, chị Danh Khả là nhiêu ký ta? Chị có 50, 51 kg, 53 kg à. Đùi satin có size lớn không em? Đùi satin, không có đùi satin chị, em có đùi mango. Đùi mango có size lớn nè chị Phương Thập ơi. Cái bộ đen nó là thêm xíu luôn kìa. Đùi mango có size lớn nè, như nè nè, cái gì nè chị có khác không em? Là có cái này nè chị, đưa cái bộ đó chị coi đi. Nè chị Quỳnh Thanh nè, chị 60 kg cao mấy 53 là chị bận mấy cái tuần này là chị nghe, tuần này 130.000 mà chị lộn 140.000 quần dài. Em có chín tắc nữa nghe. Đó chín tắc thì 130.000, cái này thằng nghiêm mọi người nghe, mà cái này em bán sale luôn. Tắc còn đại. Đó. Cái này cũng đại nữa cơ. Đó cô chị này tới 60 kg mà cao mấy 53 là bán sale này nè. Cô mới được. Cô một thứ chị. Đó, 140.000 quần dài nghe, còn 130.000 quần chín tắc. Chị Danh Khả nhiêu ký em quên rồi nè. Tại trong cái mai chặn nó không có được số ký của chị em không biết nè. 53 cái hồng tần dừa nghe. Mai vàng. Ừ. Rồi dừa đó chị, 53 cái là hồng tần dừa. Ok, lấy hồng tần cho chị Mai Giang là chị Danh Khả nè. Rồi mọi người nghe em tắt em tắt lại có khoảng 5 phút sau mình vô đây mới mọi người nha. 5 phút sau vô đây mới giùm em nha. Không mà cái sếp nào